Mô Di Phật, hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2023 tại núi Thiên Long Sơn, Kiệt về lại Cali rồi. Bữa giờ đi lòng vòng ở bên Houston ở làm mấy buổi lễ để con mấy đệ tử làm miếu ông A Hồ với ở Thiên Long Giang, buổi lễ về thăm Thiên Long Cung. Hôm nay làm cái clip này là mục đích chỉ là thông báo cho Thiên Long Sơn ngày 30 tháng 4 có một buổi lễ đại tiệc, cũng là đại tiệc cúng hồn thiên sông núi nước Việt. Để cho Hồng Thiên Sông Núi nước Việt che chở cho những ngày tháng kế tiếp chiến tranh và nạn đói và bệnh tật nữa, và đồng thời để cho mấy đệ tử ở xa đừng có về đây. Ở đây chỉ có được buổi lễ mà khấn nhang chỉ có vài chục đứa thân cận ở lòng vòng đây thôi. Còn lỡ mà có qua đó thì tới lúc đó cũng phải đi về khách sạn nằm thôi. Thì cho nên theo việc nghĩ á, quý vị nên ở đâu ở đó thì đừng có qua, tại vì không có đông được, cái núi vẫn chưa được mở cửa chính thức á. Thứ nhất, với lại cái bữa đó mà về đông quá thì đúng ngay ngày 30 tháng 4 thì thôi xin lỗi nha, không có tiếp hết được, lo lu bu nữa rồi người lạ trà trộn vô nữa. Cái này chủ yếu là gì ta, bảo bảo trọng cẩn thận vậy đó, cẩn thận về an ninh vậy này dễ hiểu. Rồi chỉ có những đứa con họ Thiên lòng vọng đây là lo buổi lễ thôi, chứ còn ở xa thì cứ lựa ngày khác, đừng có lựa ngay cái ngày 30 tháng 4 nha quý vị. Mà có lựa có là có về lỡ ngày đó đó thì cũng cũng không có được lên núi. Rồi thì nói trước để mai mốt đừng có nói sao không có nói trước đó, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai cũng có một chút xíu tin tức về thời sự. Chuyện thứ ba là cảm ơn tất cả những đứa con họ Thiên ở bên Houston rất là giỏi, rất là hiểu, làm buổi tiệc ở dưới Long Cung rất là thành công, rồi đi ra ngoài ông A Hồ cũng rất là thành công, nhưng tất cả đều không có dự báo lên hết, tại vì đường đi nước bước của Kiệt rất là cẩn thận, không có thông báo trước. Xin lỗi những người ở bên Houston mà không có dự được á, chỉ thông báo có mấy tiếng à. Bây giờ việc làm clip trở lại giống như thời xưa ngồi kiểu này, hay là lâu lâu về nhà núp lùm ở nhà, hay lâu lâu với mình xẹt ra Việt Nam thao trở lại để cho mấy đứa con họp thiên họ thiên họp mặt lại rồi, chứ còn mấy bác già mấy bà tiên già cũng tội nghiệp, chỉ có Việt Nam thao mới có cơ hội. Rồi lâu lâu lên núi ngồi góc này góc nọ không ai biết, ngày quay phim không có livestream, lại livestream thì chỗ này cũng không có wifi mà có livestream nữa, ta cũng biết mình đâu, cho nên mai mốt có ra Việt Mi Thao cũng không có livestream, cũng quay thôi. Ngày 30 tháng 4 á, là buổi làm tiệc đãi cho Hồn Thiên Sông Núi, đãi cho những vị thần, sinh vị tướng, tử vị thần, đãi cho những vị thần như ông giờ nói tên nghe phải làm hơn quá một chút,
chứ hứng hứng cái lên đây nói nghe không có chuẩn bị tên tuổi gì hết, biết thì biết nhiều lắm nhưng mà nó lúc muốn nói là phải dễ đâu quý vị, tên nó phải dễ nhớ liền đâu, giờ cũng già rồi. Năm tướng Tử Tiết rồi, có tên trên Google bấm cái cũng dễ lắm. À, để làm tướng Nguyễn Khoa Nam, tướng thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, thiếu tướng Phạm Văn Phú, chuẩn tướng Trần Văn Hai, chuẩn tướng Lê Văn Hưng, chuẩn tướng Lê Nguyên Dĩ. Thì năm ông đại ca này ngày 30/4 sẽ được về núi cùng với tại ổng bây giờ là lính của ngài Nguyễn Minh Trực nha, rồi trên nữa thì có những vị cao cao nữa, cao 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 thiệt là cao nữa, thì có ngài Trần Đạo, thì biết là như vậy. Cho nên những ngày đó thì cũng có một số mấy bác HO, HO giờ này nè, đãi tiệc. Thì năm cái ông nội này á, hồi lúc sống á, thì cũng chẳng có tu hành gì hết, chỉ là biết tinh thần yêu nước thôi. Rồi đến lúc đùng 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 á thì cũng chẳng có biết ăn chay, cho nên mấy ngày đó xin lỗi quý vị nha, mình cúng thần địa tiên, thì bữa bên Thiên Long Giang có nói rồi, giờ nói thêm nữa sẽ cúng mặn cho mấy ổng, chứ cúng chay xưa cúng chay mấy ổng nhằn quá, ông nhằn quá. Cho nên mình làm theo cái phong tục của người mình, với có ngài vua Hùng Vương ở đó ổng cũng mặn nữa, chứ hồi xưa thời mấy nghìn năm trước đâu có chai gì đâu. Thì cho nên có một số mấy bác HO thì lo chuyện đó, Kiệt thì lo chuyện của bên cha mẹ với mấy vị Phật với mấy vị khác, thì bữa đó là vậy. Cho nên cái phong cảnh nó sẽ khác hơn bình thường, khác hơn ở những cái nơi thanh tịnh chùa chiền, tại vì thần á, mà giúp dân yêu dân cứu nước thì cũng là chánh, còn những người mà bán dân bán nước thì gọi là tà, mặc áo vàng mà làm chuyện không đúng thì cũng là tà, còn những anh hùng đường phố mà làm chuyện chánh thì cũng là chánh. Đó là đại khái chánh tà mình không có phân biệt, không có chấp hình tướng nha quý vị. Kiệt bị chấp hình tướng nhiều quá cho nên nhiều người không có hiểu Kiệt, ở trên rất là buồn. Khi mà 4 năm nay Kiệt lên mạng Kiệt nói chuyện vậy, mục đích là để cho mọi người hiểu sự thật đang xảy ra cái gì xung quanh chúng ta, để mà quay đầu cho kịp lại với bổn tánh của mình, ăn hiền ở lành, và đồng thời cho quốc thái dân an, cho đất nước mình được tiến lên thoát sự đô hộ của Tàu, và đồng thời cho những đại ca mảnh bển á, thuận thiên thuận thiên. À, nó tới thuận thiên thì giờ mình mới biết 4 năm nay cũng không có uổng công, không có đỡ tốn nước miếng, hôm nay là thuận thiên thiệt rồi đâu quý vị. Trên nói thuận thiên bữa nay Mỹ làm gì ta, làm cái nhà tổng lãnh sự á ở Hà Nội hả, nó Hà Nội chứ mốt cũng về vô Nam à. Thì hôm nay Thượng Thiên thì cùng một lúc cái gì nó sắp sụp đổ thì dưới cũng sẽ nâng lên, trong lúc mà cơ vận đang đi, lúc đến thời bị cực á, thì Thái Lai cũng hiện lên. Nghĩa là thường thường á, mình cuối đường hầm đó, thì cái ánh sáng nó cũng lóe ra phải không, thì hôm nay chút ánh sáng lóe ra, cuối cùng nước Việt được cha cho thượng thiên theo Mỹ. Cơ vận á là đi đi cả tà lẫn chánh, mấy đại ca bển này đang xả nghiệp xả cho đã, vừa xả nghiệp rồi vừa béo phì luôn.
thì tiền của đằng na tính chủ, mấy thầy thì mấy thầy quốc danh thì cũng sau này cũng ổi rồi hết. Còn tiền mà của xương máu và nước mẹ Việt Nam mà gồng gánh chữ L chữ S ốm nhách đó, sau này cũng khó mà hưởng được á, trừ khi nào lấy công chuộc tội, lập công lại với cha mới ông thượng đế. Mục đích cái anh Ngô Tuấn Kiệt official ra đời là mong cho mọi người biết được trên đầu mình ba tấc có đầy đủ hết, gì cũng có hết, từ năm ông đùng 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 cho tới những gì 300 năm trước, 400 năm trước, 700 năm trước, và đồng thời xa xa nữa mấy nghìn năm trước đã chết rồi cũng vẫn còn. Qua đây ngồi nè, ngồi đây nè cho nó mát, muốn ngồi đó cũng được. À, đang nói chuyện, đang nói chuyện, đừng ngồi đây khỏi chào, thích ngồi thì nghe nghe. Muốn ngồi bển nghe hả? Nghe bển nó quay qua đây á. Ngồi đó đi, dọn mấy cái đồ để đây mình lấy à. Đi sửa máy lại, tại tính quay cái hồ nhưng mà mấy cây này giờ mọc keo quá, trốn xuống đây mình một hồi cũng trốn không được hết ta. Đây đây nè, xin đây, tại làm cái clip cho ngày 30 tháng 4 dặn dò mỗi người á, này nói chuyện chút xong rồi tới phiên chuyện mình được không ta, xin lỗi nha, hơi giống nhích một chút à. Cái này à, làm cái này đơn giản, không có tốn gì hết, chỉ có điện thoại để bấm bấm vậy cho cả nước hiểu. Nãy nói chuyện tới đâu rồi ta? Này cái nhà này em chỗ gì ngồi thiện đây là quý vị, ngồi thiện đây có 5.000 đô thôi à, rồi cái võng này hả, để chờ đức thầy xuất hiện. Còn bên này hồi xưa thì ông tướng Lương Xuân Việt gì đó cũng ngồi ăn mình đây với mấy người đại gia đó, mình không có phòng khách lớn, mình chỉ có hai bàn này thôi, ông nào khoái mình thì cứ xuống đây ăn cơm thì đãi ngay cái bàn đó. Hồi xưa vậy á, khách quý đâu là ở chỗ cái bàn này không à, nên mình không có gì sang trọng hết, ai thích thì tới, không thích thì cứ đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Thì trở lại ngày 30 tháng 4 ở núi có cái buổi lễ để tiệc, nhưng mà chỉ vài chục đứa phụ lo rồi. À, những người không không có hiểu á thì về khách sạn ngủ nếu mà ai qua đúng ngày 30 tháng 4. Còn bông ở này quá trời đẹp ha. Ở đây giờ quá trời bông luôn. Thì giải thích đến nha. Ở bên hồi tuần rồi ở bên ông Ma Hồ á thì cũng đẩy cho ổng mang gà, cho nên nhiều người không biết đừng có hiểu lầm những cái phong tục tập quán người Việt mình từ thời xa xưa, cúng những vị thần, xin cho tướng tử vị thần, thì những địa tiên sống chung với chúng ta và gia hộ chúng ta thường xuyên, cũng như mỗi thành phố á, có cảnh sát rồi có nói tiếng Việt Nam thì có phường, có quận, có huyện gì đó, thì có ông tổ trưởng, thì mấy ổng là người lo chúng ta, thì
Thế gian mình cũng giống nhau. Có những vị đó họ sống với mình gọi là địa tiên, nhưng mà cũng đều được Thượng Đế phong làm thần nha, không phải ai cũng làm được đâu à. Cũng giống như vua Bảo Đại của mình á, chết rồi thành con ma chứ không phải thành thần. Tại mình biết ổng đang ở bên Pháp, ở trên khách sạn của ổng. Không phải ở một đời của mình có phước thì mình được làm vua, nhưng mà khi mình chết thì mình không có phước thì mình sẽ làm giặc á. Không giống như bác Ngô Đình Diệm của mình, cũng có công cũng có tội. Tội gì bị chấp cứ lo Phật giáo, không có lo ý là lo tiêu diệt Phật giáo, rồi cứ nghĩ công giáo. Tất cả các tôn giáo trên thế giới này, quý vị ai có dám bảo đảm Phật giáo cao hơn, tốt hơn công giáo không? Chưa chắc. Bên công giáo có bảo đảm tốt hơn Hồi giáo không? Cũng chưa chắc. Rồi Ấn Độ giáo nghĩ có tốt hơn đạo giáo không? Khổng Tử cũng chưa chắc. Đạo Khổng có tốt hơn đạo Lão không? Cũng chưa chắc. Đạo Tiên tốt hơn đạo Thánh không? Chưa chắc. Không có đạo nào tốt hơn đạo nào bằng đạo Tâm. Đó là ở trên tính như vậy. Rồi cái tốt nhất là người không có đạo nào mà tâm tốt, đó là đạo. Cái lục vũ trụ này cha mẹ hồi xưa mẹ có giảng cho Kiệt nghe. Khi mẹ lập ra cái hành tinh này á, thì mẹ đã đặt cái đạo rồi. Cái đạo có nghĩa là mình phải sống nhân nghĩa lợi trí tín. Rồi mình sẽ tôn trọng luật thiên nhiên. Còn bây giờ á, vì con người quá tham lam, làm cho trái luật thiên nhiên, rồi cứ tạo vũ khí, tạo bè phái, nước lớn hiếp nước nhỏ. Cho nên đến cuộc hôm nay á, cha mới ra tay. Cha ra tay nhưng mà ngày đó trên thiên đình Kiệt khóc. Kiệt xin cha đừng có cho giống như chạy đại hồng thủy, giống như kiểu thời dinosaur. Thì hôm nay Kiệt ngồi đây với Đức Thầy, mang sắc phàm không phải người phàm, để mà sàng lọc. Khi mà sàng lọc rồi, cái hồi năm 2018 ở trên nó sẽ có chiến tra, sẽ có những cái bom nguyên tử do con người tạo ra, người quá ác. Hãy 10 chết 7 còn 3, đó là trong kinh nói, kinh là nói chúng hết, không có gì sai hết. Thế nhưng mà khi mỗi lần Kiệt lập cái đàn khấn á, thì mọi chuyện ở trên á, có lúc cha không cho nha, có lúc cha không có approve rồi chấp nhận, có lúc chư Phật approve, có lúc cha không approve. Thì hai cái ban này, ở đồng chư Phật là có cái triệu Phật, cha là một người, giống như ông Phật cũng giống như là quốc hội vậy đó, lưỡng viện quốc hội vậy đó. Rồi có bộ tư pháp tối cao hiện giờ vậy đó, đại khái. Thì thời đó đó, lúc mà chưa ai biết Kiệt là ai đó, Kiệt đã biết Kiệt là ai từ lâu lắm rồi, chỉ chưa có ra độ đời. Thì ở trên lúc đó cha với mấy chư Phật phóng hào quang xuống, ngồi đầy bầu trời ở trên đỉnh núi Thiên Long Sơn, có cái hình luôn phóng hào quang màu vàng óng ánh. Ok rồi, không có 10 chết 7 còn 3, tức là không có chiến tranh nguyên tử. Cho nên quý vị cứ an tâm đi, bảo đảm thằng Nga, thằng Ún hiện giờ nó mới vừa bắn hồi sáng cái gì nữa đó, cũng không có chiến tranh nguyên tử. Chỉ có một cái là cơ vận bị trễ lại gần 5-10 năm, cho nên đầu tóc mày bạc luôn rồi. Chứ đó 40 mấy tuổi là còn sức, phải không? Thì cũng ok, cũng không sao, được cái này mất cái kia. Rồi, cho tới ngày hôm nay, cái mình sinh cho nước Việt, tại bên trên trên nó phong của nước Việt lại, tại có Phật với Thánh Tiên Hồ đầu thai vô nhiều quá, có Kiệt đầu thai vô đó nữa, đâu có để cho bị vùi dập đâu. Có te tưa là có, nhưng mà không có tan nát. Thì mới đói, thì mới bệnh dịch sơ sơ, rồi đói sơ sơ. Rồi hôm nay cơ vận càng đi thì càng xa. Xa thì có những người thiếu phước, họ thiếu phước, họ không hiểu, thì họ không có chuẩn bị, thì họ đói trước, la hét sùm. Có những người có một chút phước thì cũng còn chút xíu dự trữ,
Rồi mục đích 4 năm nay Cơ Vận đã đi về Kiệt Ra xuất hiện để nói, để cho mọi người cầu khấn. Khấn phải không? Giống như clip kia Kiệt nói là nước Việt khi mà B-52 bỏ miền Bắc, miền Trung chạy đại lộ Kinh Hoàng có cờ, rồi miền Nam đàm và cán gác, thì Kiệt sinh ra những lúc đó. Tự vì cả nước Việt gần 70-80 triệu người thời đó hả? Khoảng đó không biết, 50-60 gì đó. Khấn ngày nào cũng ra khấn là bom đạn đầy đầu, thì lúc đó cha mới cho Kiệt hạ phàm. Thì hôm nay cũng vậy, nước Việt không có chịu khấn, 4 năm nay không chịu khấn thì cũng sẽ còn nạn. Là mục đích là vì cái nghiệp của nước Việt là nước Việt phải trả. Sắp sửa sẽ có một cái chứng bệnh. Cái này là hồi nãy chị nói về 30 tháng 4 lễ đây nha. Thì có mấy chục đệ tử lo thì được ở trên núi, còn nhiều là ngủ khách sạn gắn chịu á. Đừng có qua đây đông á. Chị nói qua cái phần tin tức một chút. Tin tức thì 4 năm nay mấy bác á, nếu năm đầu á, mà mấy bác mình á, ở bển mấy đại ca mà thượng thiên á, thì hôm nay khỏe không? Đường phố Sài Gòn đâu có nổi mà tiêu điều như vậy. Thì trễ còn hơn không? Có còn hơn không? Thì hôm nay mình phải ăn chào bắt tay bác Trọng họp với ông Anthony Blinken rồi. Thì đó là Cơ Vận đi đúng. Đây nước Việt cuối cùng sẽ ngã theo khối tự do. Và từ từ sẽ thay đổi thành dân chủ. Thì không có tan tác, không có đổ nát. Và đồng thời khi chiến tranh Biển Đông mà nổ ra trong lúc này á, Trung Cộng nó không có dùng nước Việt làm cái bãi chiến trường, nó bắn ra bắn vô thì cũng là chuyện tốt. Thì ở trên còn có mắt ngó xuống anh. Nhưng mà còn lì lắm. Người Việt Nam vẫn còn lì lắm. Cứ vẫn không có hiểu chuyện nói cái gì, cũng không có hiểu được. Người Bắc á, cứ tơ nghĩ là ông Trạng Trình hồi xưa có nói cuốn sách. Còn Đức Thầy á, là gần mang năm cái xác phàm cũng là ông Trạng Trình. Nhưng mà họ không có nghiên cứu. Họ cứ nghĩ là người Bắc lưu loát thông minh á, là giỏi. Nhưng mà tại sao không nghiên cứu những cái kinh điển sấm của miền Tây đi? Thì lúc đó mới quản hồn. Mấy con ếch thôi mà cũng ngồi đá giếng mà cũng lấy tay che trời vậy nè. Cứ nghĩ là muốn làm gì làm á, muốn làm gì làm. Sao giờ mấy đại gia, mấy ông bầu á giờ bị đem đi chiên bột hết rồi. Một con bầu bị chiên bột á là cả triệu mấy ông thợ rã đàn đó. Đổi sắp sửa tới đây, nếu mà không tiếp tục khấn, nếu mà còn lì lợm, mà còn không hiểu Kiệt là ai, mà còn phạm thượng với bề trên, phạm thượng với Kiệt thì không sao nha quý vị, Kiệt xin hết. Nhưng mà xin ba lần thôi, còn lần thứ tư thì chuyện đó là mình không biết à, tam bất năng á. Thì sẽ có một chứng bệnh từ những con thú, con mèo, con chó, con heo, con chuột, bất cứ con gì. À, con gián nữa, con ruồi muỗi nữa, nhất là con ruồi muỗi nữa. Nó sẽ mang cái con Covid. Rồi nó sẽ lây qua loài người của chúng ta. Còn chết còn lẹ hơn là con Covid hồi năm 2019. Đó là Kiệt biết là như vậy. Là tự vì cái nghiệp trái đất phải trả. Còn bây giờ ở ngoài Biển Đông căng như là, nói dây đàn này cũng hơi còn cứng, dây thun mà dây thun mục nữa. Nó bao dây hết Đài Loan rồi B-52 Mỹ nó bay rầm rầm, mỗi ngày nó bay không biết nhiêu tỷ. Trong khi mỗi một khắc đó, là có người chết đói mà không lo. Cứ lo những giả bộ nó mượn danh tập trận nha quý vị. Đó là dùng chơi chữ, danh từ đó. Chơi chữ, chứ nó không phải tập trận đâu. Chỉ cần ông bên nào mà sơ suất thôi là nó thiên hạ thủ vi cường rồi. Trung Cộng nó tấn công, nhưng mà Trung Cộng sẽ không bao giờ dám đánh trước. Đó là vì nó biết nếu mà đánh trước là Trung Cộng sẽ chia năm sẽ bảy, Thái Bắc tức là Tây Tạng phải không, Tân Cương phải không, Nội Mông phải không, Hồng Kông phải không, rồi biết bao nhiêu những cái bên nhóm bên đó quốc gia người ta sẽ đứng lên tự trị. Thì
rất là khó kiềm chế. Nên cơ vận đi như vậy, Trung Cộng không bao giờ dám đánh trước nha quý vị. Nhưng mà Mỹ nó muốn đánh lúc nào đánh. Nhưng mà cái trận đánh này á, hai gì á, hai thằng đứng lên võ đài boxing, thằng sưng mắt gãy răng phù mỏ hay là thậm chí mà lòi mắt luôn á, cũng không có bằng, cũng không có bằng. Đánh âm thầm như hiện giờ là đã đánh âm thầm, đó là đánh con hai thét con di mạch, thì con đó mà chết á thì Trung Cộng tự nhiên nó giống như y như người mà đang bình thường nha, đang ta đây là sung mãn mạnh phải không, đứt mạch máu hẹt cái gì đó. Thì cái trận đánh này á, là do ở trên không có giảm sự chết chóc, và cũng mình nói hơi ngã mạn chút nha, là cũng do khẩn khẩn với sinh với xỏ là nghề của ta, cái nghề của chàng, xin lỗi, nghề của chúng ta. Chúng ta cứ khấn sinh xỏ, phải hợm đám đệ tử ở Thiên Long Cung cũng khấn cũng sinh cũng xỏ, rồi bên đây cũng vậy, ở Thiên Long Sơn chúng ta cũng khấn cũng sinh cũng xỏ, rồi hôm nay thứ 30 tháng 4 mình cũng xỏ cũng sinh, hồi xưa trên trời cũng sinh. Tóm lại clip ngắn ngắn bữa nay có mấy đệ tử ngồi đây sao đông quá. Những cái gì mà người thế gian mình nhìn thấy á, mình nhìn thấy ở ngoài mặt đời hay tin tức á, nó vậy nhưng nó không phải như vậy. Cơ trời đi con người không bao giờ nghĩ ra được nha. Nhưng mà cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng á là thế giới này không còn cái ác nữa, chỉ còn cái thiện hiện hữu. Thế giới này sẽ có những vị thánh Phật xuất hiện, Phật Di Lặc xuất hiện, sư phụ của Kiệt xuất hiện. Còn sư phụ Kiệt không xuất hiện thì Kiệt cứ ngồi đây chót chót hoài, rồi sẽ bỏ xác ở nơi xứ người. Ở trên không có cho như vậy, Kiệt cũng không muốn vậy. Kiệt đã nói với bà mẹ, đã nói trong kinh Địa Mẫu rồi, Kiệt một kiếp này Kiệt sẽ thành Phật. Thế gian còn sự bất công, Kiệt không thành Phật. Cứ ngồi ở đây đi tới lui vòng vòng vậy đó, lâu lâu lên cái clip để mà thăm hỏi bà con. Nhưng Đức Thầy sẽ xuất hiện, quý vị cứ chuẩn bị ngày đó. Còn ai mà có tươm tắt hay không á, ai mà có tin hay không tin thì đó là tự cái đầu bự một cái lưu, không phải cái lưu nữa, bằng cái bong bóng. Bong bóng nó thổi bự quá, chỉ có một cây kim nhỏ nhỏ xịn cái xẹp lép, đầu bớt bự đi mới hiểu mình là ảo hay mộng. Kiệt này không bao giờ ảo. Tất cả quý vị á, những cái người năm loại mà Kiệt nói, kiếm cận nè, cầm mã tấu nè, sân trước sân sau nè, chức quyền nè, Phật tử, nhất là Phật tử. Phật tử thời nay bị mấy ông thầy quốc danh đẹp trai ăn nói ngọt ngào, cứ đọc cuốn kinh rồi gò tới gò lui, chứ không có nói giống như kiểu Kiệt. Kiệt là nói pháp, Kiệt không có giảng pháp, tại Kiệt chưa tu ngày nào, cho nên không có so sánh Kiệt được. Còn sau này á, khi nào á, Kiệt giỏi về cái gì là nhiệm vụ Kiệt làm gì, là Kiệt biết được làm gì. Còn những thầy chỉ là gu ngủ thôi, ầu ơ dí dầu cà gu cà gật. Cho nên tất cả Phật tử hôm nay sẽ lọt sổ. Trong kinh của Đức Phật Thích Ca cũng có nói, thời mạt pháp ở dưới cầu toàn là áo vàng không. Những ông thầy áo vàng trên mạng là ở dưới có mấy chục nghìn dư luận viên marketing để mà promo ổng và để làm Facebook để mà loan truyền. Còn những cái người mà không có hiểu rồi cứ chụp vô đó, rồi cứ chạy theo, rồi ổng chỉ cần quen một người ở một thành phố thôi là ổng có thể lên nó là một buổi giảng pháp. Kiệt quen tất cả mọi người trên thế giới, Kiệt cũng có thể làm được vậy. Nhưng chuyện này không làm. Cái gì thiệt là thiệt, mình để tự nhiên. Quý vị cứ ra ngoài hướng đông bắc lại cha lại mẹ ở nhà cầm cuốn kinh thì quả mai còn không bị đi xuống cầu. Còn mà cứ chạy theo pháp hội này, chạy theo thầy nọ đó, mục đích là gây quỹ tiền bạc thôi. Tu mà cái tâm không có, còn thua bà mà cúng dường Phật một giọt dầu á. Nên cẩn thận, đừng nói chuyện này không có nhắc. Rồi sau này đi xuống dưới cầu á, Kiệt ơi, sao hồi xưa không nói cho tôi biết. Giờ nói nhiều rồi, nói 4 năm rồi, giờ nói nữa.
Thái tử ơi, ông cho tôi biết, ông biết nói hết rồi, cơ trời lộ hết, không lộ hết nha, lộ chỉ phần kiệt á, kiệt hiểu được 10, kiệt lộ cho 30% thôi. Hồi xưa kiệt cũng chẳng biết ngày với giờ, kiệt chỉ biết là tháng nào, năm nào, mùa nào nó sẽ có chuyện gì. Thì gần đây quý vị thấy kiệt lên mấy clip như thế nào thì coi theo chiều hướng đó, đổi với chiến tranh. Thì trước khi kiệt lên mấy clip hồi 4 năm tuần trước, thì hôm nay quý vị thấy căn phòng không? Rồi với lại mà cái mà mình nhìn cái nhiệm vụ của việc làm á, là tất cả mọi cơ trời á, mọi quốc gia trên thế giới là một nha. Phật với Đức Thầy không có lo riêng cho nước Việt Nam, Kiệt cũng chẳng phải là riêng cho nước Việt, là lo cho thế giới luôn á, chung luôn á. Là nó lật cũng giống như bàn tay trắng bằng bên đen vậy đó. Bên đen đang vậy phải không? Lật ngang cái là xong á. Một lượt một. Đó là mới gọi là hay chứ. Chứ còn lẻ tẻ từ từ nước thì đâu phải gọi là cơ trời. Rồi thêm mấy cái đám độc tài nữa, rồi một cái khối mà những quốc gia Hồi giáo nó kết tụ lại với nhau, nó ăn hiếp những quốc gia khác, để ý nó giàu giàu quả rồi đó. Mấy cái đó sau này không còn nữa. Đạo Thiên Tâm là đạo của trời, là thuyền Bát Nhã thời nay, là do Đức Huỳnh Phú Sổ dạy Kiệt từ những ngày đầu. Những ngày đầu lúc đó có Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Đức Huỳnh Phú Sổ, hai người tuân lệnh của Thượng Đế dạy cho Kiệt cái đạo này. Những ngày đó Kiệt còn không tin, không tin nên sắp phàm bị bệnh chết lên chết xuống. Hôm nay mạnh khỏe, ngày qua tuần rồi đi thử máu không bị gì hết, cũng hay á. Gần 6 bó hả ông ta? Như ta 25 tuổi Mỹ là nhiêu quá tuổi Mỹ, ở cha tuổi mình cũng quên nữa, tuổi trên trời mấy trăm nghìn tuổi hay vậy. 67 là nhiêu tuổi ta? 58 hả? Còn nếu mà tính ra tuổi thiệt mà sanh Việt Nam, tại qua Mỹ á, phục lùi là 2 tuổi để học high school. 65 là nhiêu tuổi ta? 65 là cũng gần 60 rồi đó. Hả? 65, 58, còn 67 trên giấy tờ là 67 á. À, có nhiều Mỹ nói sao mày nói láo. Có lúc mày nói 65, có lúc 67. Cái giờ nó ok rồi, tao nói theo thiệt luôn là cái thẻ căn cước là 67. Chứ hồi đó chạy tị nạn á, là sợ không được đi học, cái thụt thụt lùi lại. Người nào mà vô chạy tị nạn cũng đều thụt lùi tuổi lại hết. Có những bác tức cười lắm, cái thụt lại 10 tuổi. Cái bây giờ hối hận muốn chết, là tự nhiên sao ăn tiền già chậm lại 10 tuổi. Mất tiền già. Đâu qua tuổi mà khai ở bên chạy tị nạn sao là dính cứ ngắt luôn á. Thì năm 65, Bắc Trung Nam á, là ngày nào cũng có bom đạn đầy đầu hết miền Trung, miền Nam luôn. Đầm già cán gáo. Thì cả một cái dân tộc mà Phật đã chọn gọi là thánh địa tương lai, à, ngày nào cũng thấy bàn tay chắp lên trời hết, quá trời luôn không. Thì lúc đó Kiệt nhảy dù xuống, người chiến sĩ đầu tiên trong nhóm nhảy dù xuống thì đầu thai do năm đó. Chứ còn quý vị mà không khấn thì cũng không ngồi đây nữa. Mà khi ngồi đây quý vị là chửi Kiệt hơi là mâu thuẫn, rất là mâu thuẫn. Gặp tưởng thì lại Kiệt, mà gặp mặt Kiệt là chửi, không ngộ đâu ta. Thì bây giờ mỗi một ngày nào buổi sáng thức dậy đều cũng là lo cho cơ vận, cơ trời. Cơ trời trong đó có thế giới và có nước Việt. Rồi hôm nay cơ trời đi đúng đường chốt, thì ông Anthony Blinken cũng qua, hiểu không? Để mà tại hồi xưa cách đây 10 năm trước ở trên có nói cuối cùng nước Việt sẽ ngã theo Mỹ, cuối cùng nước Tàu chia năm sẽ bảy, cuối cùng còn lợi của các tất cả các cuối cùng là thề the nít ác các Mác Lênin sẽ đi xuống lòng biển luôn. Sau cái ngày đó đó thì sẽ là ngày lập hội, đó là 80%, còn 20%
hội đồng chư Phật sau này có modify á, tức là có chỉnh sửa, có đổi cái gì không á thì mình coi nha. Chứ còn sau này ở Việt Nam á sẽ không có sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng nữa, đó là Kiều biết như vậy. Kiều không phải là người chống cộng hay là không có yêu Bác Hồ, Kiều yêu Bác Hồ muốn chết chứ không phải là không yêu, mà chẳng qua là phải định hướng để cho mọi người ở bển không có hiểu, Kiều là định hướng thôi. Có một lần Đức Thầy cho cái bài lóc cóc, nghe thằng nói dốc mang thân đi học lại đi tù đó, cái bài đó đó. Thì cuối cùng cái câu là trong đó có một câu là Đức Thầy nói á, là cờ vàng cờ đỏ ai nỡ bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Thì tại vì nó không phải là việc cộng quốc gia, mà mấy ông trước 75 á là đóng màn kịch khổ, rồi sau này á, thành ra chim hiền là chim chim đầu đàn, rồi chim đầu đàn hôm nay già chết cũng hết rồi. Bắt đầu ở trong đó có một bài câu nữa là chắp cá chim hiền chắp cánh, tức là đẻ ra con là cháu. Rồi cái lá cờ đó đó là cái lá cờ chánh nghĩa của vua Thành Thái năm 1938 đã từng treo khắp cả đất nước Việt Nam, cả ở Hà Nội luôn, Hà Hàng Xanh luôn. Rồi cái lá cờ đó được Liên Hiệp Quốc, được Mỹ và được tất cả những người Việt khắp năm châu, cả những người Việt sau này du học sinh hay là con ông cháu cha bây giờ bắt đầu cũng rất là thích lá cờ này nữa. Ta chỉ có lá cờ này mới đem kinh tế lên lẹ nha quý vị, nó không có phe phái, giờ đã được thừa nhận rồi. Quý vị có biết là giống như mà máy bay mình đi vô Việt Nam phi trường Tân Sơn Nhất, ở trên đó để chữ là SN1 á, là Sài Gòn á, chỉ cái đường 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 hàng không mà của Việt Nam bay thôi, cũng của Liên Hiệp Quốc hãng hàng không quốc tế cũng không cho đổi nữa, huống hồ chi lá cờ. Nó là chuyện nhỏ thôi á, nó đâu có giờ nói là thành phố Hồ Chí Minh đâu, ở trên tất cả những chuyến bay của quốc tế vô Việt Nam đâu có nói là thành phố Hồ Chí Minh gì đâu, chỉ máy bay mình thôi, chuyện nhỏ thôi mà mình làm không được. Thì huống hồ chi lá cờ đã được Liên Hiệp Quốc quốc tế thừa nhận rất là đàng hoàng, danh chánh ngôn thuận luôn. Thì chỉ có lá cờ này khi mà dân đói quá, kinh tế kiệt quệ, hiện giờ kiệt quệ phải không ta, bữa nay thêm con ông bầu làm nước á, là gì ta, Tân Hiệp Hiệp gì đó, thêm nhiều ông bầu nữa, rồi mai mốt mà lỡ mà tới ông bầu của Phạm Nhật Vượng nó là xong luôn, còn đâu để nuôi mấy ông thợ. Việt Nam mình giỏi lắm mà chừng có 5-10 ông bầu thôi, tại nước mình không có lớn lắm, mỗi ông bầu có thể nuôi được 5-10 triệu dân như chơi, mà cứ toàn là dí ăn thôi. Mà giống như nhà sau vườn nó có mấy cây dừa, có vườn dừa chừng 10 cây 20 cây mà cứ mỗi lần thích ăn đó là đốn của hũ không. Cho nên giờ chợ búa Sài Gòn Bến Thành đó đều hiu dặn lạnh tanh luôn, xây ba cái nhà ra đầy thành phố không có bán được gì hết, thấy buồn không? Mà cái người khổ là ông Đa Ôm. Ngày hôm qua có một số mấy đứa mà quán làm quán karaoke á, cái bây giờ quán karaoke Sài Gòn đóng cửa hết rồi nha, có đầu mấy chị mới đi về quê làm gì, kiếm mấy anh Đa Ôm hay là làm ruộng gì đó, lấy chồng cho rồi. Chỉ có nước Việt mình á có cái nghề mà nghề thấp nhất là một đứa nào coi được được cho là nuôi cả nhà, mà giờ cái đứa được được đó bây giờ cũng thất nghiệp nữa, chưa có thấy một cái xã hội nào, một quốc gia nào mà trong 100 năm từ lúc mà Bác Hồ đi qua Pháp, xuống thuyền đi qua Pháp tới ngày hôm nay rồi ký giấy bán nước cho Mao Trạch Đông 80 năm nay mà đi còn thua miên nữa. Bây giờ nước mình thua miên, thua Lào. Xưa thế giới tôn trọng nước Việt Nam giàu mạnh hơn Nam Hàn, giàu mạnh hơn Đài Loan rất là nhiều, Singapore gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông, không máy bay bay về tấp nập. Còn bây giờ gọi là hòn đá, bữa giờ hòn đá rồi nha, bây giờ bắt đầu thành hòn đất, cục đất Viễn Đông chứ không được đá nữa. Mình nói thiệt chứ không phải mình nói chuyện
mỉa mai hay là vui gì đâu. Mình so sánh để cho dễ hiểu mà. Tại vì mình dân miền Nam không ăn nói lưu lót như bác Trọng hay mấy bác ngoại. Mình nói tiếng Nam, nói từ trái tim cho nên tim nghĩ gì mình nói đó. Đó là xong chuyện thời sự và ngày 30 tháng 4. Coi chừng có một cái chứng bệnh mới nè. Nó đi dính từ con thằng lằn luôn nè. Dính từ con mũi, con ruồi nó bay vô nhà là Covid. Còn bữa hổm mình chỉ sợ người thôi không, mình né né người. Còn này địch của mình nó nhỏ xíu à. Nó từ mấy con thú, mấy gì nói là do người không có biết quay đầu. Ngài đã lên nói 4 năm rồi, họ vẫn chơi chơi. Trên thế gian này hơn 10.000 năm mới có chuyện lạ là đang ngồi đây. Mà lại vẫn chơi chơi. Thì thôi đừng có trách than trời trách phận làm gì nữa. Kế tiếp là tổng kết lại bữa đi qua Thiên Long Cung bên đó cũng vui ngay ngày lễ Easter, ngày Chúa Phục Sinh. Trong những cái nhà tiên tri về Chúa Phục Sinh đó, là một người đã nói rồi, một Chúa sẽ sanh từ Á Châu và Ngài sẽ đi qua Mỹ Châu. Trong những cái bài sấm cơ của những bên bên nước ngoài nói Notre Dame với bà Chin Din vậy đó, Chin Dixon. Thì qua bên đó mấy đứa bên đó rất là ngoan, không có tự tu, tự biết lo, tự đoàn kết, thương yêu nhau, rất là giỏi. Rồi còn tự làm cho cái miếu cho ông A Hồ, ổng khen á nha, ổng khen nói cảm ơn Thái Tử, cảm ơn tất cả đệ tử của Ngài, tôi vui như là biển cả. Tại vì ổng là người mở ra đỏ nha quý vị, ổng coi hết tiểu bang thành phố Texas, nó không phải chỉ Houston đâu, luôn cả Dallas, Austin, San Antonio gì nữa đó, hết luôn, tức là thuộc về của ổng cai quản, ổng cũng như là thống đốc vô hình gì đó mà đâu ai biết ổng. Rồi ổng nói lâu lâu lắm rồi, bao nhiêu trăm năm nghìn năm đâu ai biết ổng, hôm nay cái Kiệt biết ổng. Rồi ổng cho cái tên, rồi bây giờ ổng chỉ mua đất đó để mà độ dân Houston. Trên mẹ với cha cũng cho, thì nói mấy dân mà nó chịu tu nhưng mà đi theo mấy thầy ghiếc cà gù cà gật với cái gì á, cà cù là bùa ngải gì lum la bên đó, cho nên họ rất là tội nghiệp. Thì mới chuyển về mua cục đất bên đó. Thì khi mà mua cục đất bên đó rồi, tới ngày hôm nay cũng chưa làm gì. Thiên Long Sơn cũng chưa có ổn định mà làm sao qua tới đó. Thì cứ mua trước. Nhưng mà khi mình đi, mình sẽ có ngày tới. Ngài đã nói trước là sau này đất ở Thiên Long Giang, Houston rất là phồn thịnh và nhiều người tới lui tấp nập, bất cứ ai về thành phố đó. Thì cũng giống như ngày xưa mua cái cục đất này, Thiên Long Sơn, chẳng có ông ma nào tới, tại vì mình đã bị tám bài thôi địch, thì mấy clip cũ mình đã nói rồi đó, nhất là Phật tử là gần với mình nhất á, mà cũng tẩy chay mình nữa, cứ nghe lời mấy ông thầy quốc danh nữa, nói là tà không à, rồi thờ mấy ông thần là tà, cho nên họ ghét mình lắm. Mà trong khi cái chùa nằm trình ảnh nhất kia, tu thì cứ tu, ăn cũng là tiền của mình, điện cũng mình, chùa đó phải ớt 18 triệu, mỗi năm cũng vẫn tốn gần cả 100.000 tiền lo này lo kia, chưa tính là những cái quỹ mà xài nữa. Mà ngày xưa một năm cũng 400-500.000 là do mỗi một cái khóa tu kiết hè đó, mỗi vị thầy tệ cũng có vé máy bay với 300 đô. Thì quý vị ngàn ông về thử nhiêu, ai lo đi, Kiệt này lo không, mà cuối cùng chẳng có ai biết cảm ơn, mà toàn là cứ đi xuyên tạc với nẻ mình không à. Bởi vì lòng con người á, sau này mình mới biết được á, là họ không có qua được thử thách. Phật đã dạy rồi, họ cứ chấp,
Hồi xưa Phật Thích Ca cũng có từng nói ví dụ này: khi thời mạt pháp, ai mà chạy theo hình tướng như màu sắc thì người đó sẽ xuống địa ngục cùng chung với hình sắc và hình tướng và màu sắc. Kiệt chẳng là ai hết. Quý vị có thể phỉ báng Kiệt, nhưng mà quý vị đừng có phỉ báng những gì xung quanh Kiệt. Đó là hội đồng chư Phật và Thượng Đế, Phật Mẫu, là mẹ của Kiệt, cha của Kiệt. Xưa Kiệt không có xưng vậy. Tại sao này, từ cái ngày mà ông gì ta Câu Lan với cái ông gì, cái mắt mà hiểm hiểm ác á, chửi Kiệt á, vụ mà nói bên Hòa Hảo mới đó cao độ á, hay thấp đồ hay cộng sản đồ mình cũng không biết, cái này chắc cộng sản đồ. Thì lúc đó Đức Thầy ổng mới về ổng nói là chớ nóng nảy sân chi hư việc, phải đợi thời vua Kiệt hồi quý. Thì Đức Thầy cái mình nói sư phụ là chuyện như thế nào mà sao bên Hào Hảo họ đọc họ thuộc lòng luôn á, và bây giờ họ lại sửa lại là anh hùng Hào Kiệt rồi họ chửi con. Cái Đức Thầy mới nói là tên của con phải giải thích cho họ với Đà Phật. Thì mình giải thích kiểu nào họ không tin, họ không có hiểu là không hiểu. Sách Việt Cộng thì nói anh hùng Hào Kiệt, làm gì anh hùng Hào Kiệt mà chữ ca viết qua. Rồi mình mới đi hỏi cái người tác giả tức là Đức Thầy, thì ngài kêu Kiệt phải giải thích. Thì Kiệt đã giải thích rồi, này Kiệt đã giải thích thêm thầy. Thì hy vọng là bác Châu Lan với cái ông mắt hiểm ác á, với cái ông gì ở đây ta, hồi tâm lại đi, để mà cái gốc dừa đó thành cái gốc chuối thì cũng còn ok. Học đạo rồi cái toàn là giác cái xuồng lên trên trên vai thôi. Kiệt xuống thế gian không phải là do cá nhân mà là cho tất cả nhân loại lập ra cái đạo để sau này lưu truyền 3-4 nghìn năm, để mà tất cả các đạo hợp lại, không còn thánh chiến nữa, không còn IS, không còn ôm bom tự sát, không còn 911 hai cái tháp, không còn những cái xã hội bất công như Việt Nam ngày hôm nay. Thấy ai có tiền cái là cứ gõ cửa hỏi thăm sức khỏe. Trời sao là đông quá vậy ta? Nãy giờ ngồi nói chuyện mình tưởng là mình nói chuyện vu vơ, có một mình sao đông dữ không biết. Ấy da. Ngộ quá, đông quá. Tao còn muốn quay, quay đi. Có lý rồi nghe. Còn quay đừng có quay lắc quá, tao nhức đầu á. Này đẹp quá ha. Cái này thành cái clip á, clip dặn dò ngày 30 tháng 4 á, là chỉ nhóm mà được gọi là lo cúng thôi. Ở xa đó đừng có tới, phải có tới rồi cũng ra khách sạn ngủ à. Đừng nói mình không có nói trước nha. Áo mặc nó cũng không có đủ. Nhóm bữa giờ là bữa không đi chung. Con mất đi xuống LA. Đứa con trai nó ở dưới, thằng gà con phải xuống dưới con rước thằng trai nó về. Mông đẹp quá ha. Wow. Thấy bông như rồi thấy mấy con gì là mới xanh nó trồ. Rồi mấy con chim là mới xanh á. Tôi không thích con cò. Thì con cò nó xanh ra cái nó lựa con nào yếu yếu á, cái nó giết con nó luôn. À, con cò, lòi cò. Còn những con khác nó không có như vậy.
quay, con đi xa quá nó không có nghe tiếng à. Thấy không, nghe con... Bluetooth á. Dạ. Sư phụ không có cái chỗ này nè. Vậy con ngồi đi. Vậy chị Lan cho mượn cái góc đó đi. Không. Ngồi đó là vừa đó. Được đây, đây được rồi. Đi đâu cũng ăn với uống không. Ở bên kia về cái nó mập lên mấy phao á. Đi bên Hilton về. Kéo được không? Được, được, được. Ông, cứ rồi đó. Cứ rồi đó. Bữa nay tính ra mà viện Mi Thao lên đây tính làm cái clip xong là giọt luôn á. Bây giờ dính đây luôn rồi. Con tranh đứng dữ hả? Ông ấy coi cái phỏng mà ngày qua mấy ông là chỉnh âm thanh rồi lại. Bữa giờ nó cũng bị hư. Rồi livestream cái nó bị ghè ghè. Với lại nó không có tự động bằng cái tai phải không? Kia nó chỉ có ba cái ống kính ba góc thôi. Còn cái này cái tai đi cầu quơ thấy đủ hết 360 độ. Okay, đi được, khỏi căng. Rồi. Để con xoay qua. Dạ. Xoay qua thử. Đây chưa. Cứ vậy được rồi. Lâu mình đổi góc. Dạ. Ở đây cũng đẹp. Dạ, đẹp á. Nay mặc đồ bình thường. Tính làm xong mấy ông mình đi hiking xuống đây. Không, hồi nãy tôi không tính mình thôi. Còn giờ đông quá. Thôi sợ chị Lan đi bỏ đi lạc nữa rồi không? Khi nó về thôi. Thôi. Rồi cái clip cho nó chừng tiếng mấy cho đủ. Ở đây rồi ai có hỏi gì không? Gửi để mình nói cho chứ tôi nói chuyện tràn gian đại hải lắm. Chú phụ có nhận ông là đệ tử. Hả? Có nhận đệ tử không? Ông rồi lên đây ở. Ở trên á, cách đây xưa giờ không có nhận đệ tử. Tại vì trứng rồng chưa có nở á, không có muốn bị ung phải không? Tại vì rồng á một mình á thì không bao giờ bị ung, mà chỉ có đệ tử á cứ thăm hỏi dở nắp ra nắp vô bị ung. Cho nên không dám đụng tới đệ tử. Rồi cái sau này thấy nhiều người thương quá, cái mẹ với mấy dì kêu con cứ nhận đi. Nhưng mà con nhận những đứa nào á nó có cái sứ mệnh á, tức là để giúp cho cái hội Long Hoa. À còn nhận đệ tử lớn á thì mất công á, mỗi một lần đưa một đệ tử lớn về trời á là phải dùng lực đưa, thì bữa nay mình giảm thọ nên bữa giờ đưa cũng nhiều rồi, chắc sư phụ cũng phải đi về xóm với Thiên Ảnh với Thiên Huệ vậy. Không giờ nhận đệ tử lớn tuổi nữa không biết nghe, cho nên mà sư phụ không có sợ mấy cái đó. Nhưng mà đệ tử lớn đâu có gì, đâu có giúp được một cái quốc gia sau này á, nhiều cái mình còn phải làm. Cái này nó hơi đụng chính trị. Nhiều người cứ tưởng đâu mình nói giống như mình nói chơi vậy, nhưng mà nói chơi toàn là trúng thiệt không. Chuyện này không có nói chơi đâu quý vị, thì nói thiệt không á. Chỉ có quý vị ngoài kia không có hiểu Kiệt, cứ tưởng đâu Kiệt nói giỡn, tưởng đâu Kiệt ảo, nhưng mà thật sự mấy ổng ảo. Mình nói đi ngược lại, cách đây 3-4 năm, ví dụ như thời đó cũng bắt Trọng nghe, bắt Phúc mấy bác đó, rồi bắt Hưởng, rồi bác gì nữa đây, Hà Minh Chính rồi đó. Mà đừng có nghĩ mình là ảo, nghĩ mình là thiệt. Thì lúc đó chơi với Mỹ thời 100 đúng không? Có phải giờ bao nhiêu công ty di mạch khai thác của Mỹ nó đổ vô Việt Nam ầm ầm không? Mình đã bị mất một cái cơ hội, một cái tour rồi.
đi 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 mất một vòng rồi phải phải đi hoành đầu lại, thấy uổng không? Nhưng mà cuối cùng rồi á, hôm nay á, cơ trời cũng cũng quay lại à. À, cốt khỉ á, không còn cốt khỉ. Sau này á, đến khi mọi việc mà rõ ràng á, giật mình mới biết là mình quen lâu rồi á. Ở vậy con người á, cũng giống như mình có mấy đứa con mà nó hư á, nó không có nghe lời. Rồi đến khi nào á, mình nói thôi con cứ đi ra ngoài đi. Đi đến khi nào mà xích đầu gãy gọng rồi đó, đụng vô tường, u đầu bể chén, lúc đó mới quay lại. Má ơi, con không nghe lời má. Muối cá không ương cho nên cá sình á. À, cá không ăn muối cá ương nó bị sình. Mấy con bây giờ thích ở Thiên Long Sơn hay thích Thiên Long Cung vậy? Thiên Long Sơn. Thiên Long Sơn. Ai nói Thiên Long Sơn giơ tay lên. Đây, quay ra coi. Còn những người nào thích Thiên Long Sơn? Trời ơi. Tự gì đang ở Thiên Long Sơn. Giờ ai thích Thiên Long Cung giơ tay lên. Tôi cũng thích cả hai luôn đó không? Thật sự ra mỗi một nơi á nó có cái khác nhau. Tự gì Thiên Long Cung á. Để cho phụ nói cái sinh hoạt của Thiên Long Cung. Thiên Long Cung á là chúng ta á, là một cái gia đình không? Sư phụ ở đó thì mới không biết đó rồi, nó còn ngủ dưới lầu đúng không? Và đồng thời nó có bờ sông thanh tịnh nữa, mình có đồ ăn liền, nó giống như nó ấm cúng tình thầy trò. Qua bển mấy đứa là tử bển hay về đứa nào khóc cũng có hụ hụ. Thì cái đó là bề trên á, cho cái phước đó cho những dân dùng đó. Tuy là hôm nay cái hạt giống á, nó mọc lên từ Thiên Long Cung rồi Thiên Long Giang. Còn Thiên Long Sơn mình á, nó bao la nó lớn quá. Giờ ngồi đây cũng phải mua rang to go. Còn bên kia là cháo trắng, nước tương. Thì tụi nó cho ăn vịt muối. Nó mì ly nước nóng là đầy đủ không? Cũng ngon. Sáng. Sáng cái mình lấy cái ly cà phê mình ngồi sát bờ sông. Ủa, thôi thơ mộng. Nó gọi là thiên đàng của hạ giới, cái đó gọi là thủy đàng phải không? Cái đó là của bên bên công chúa. À, thủy cung. Tại vì nước á, mỗi lần mà ví dụ ngồi ở sát bờ sông mà nói chuyện á, ở dưới mấy tiên nữ dưới lên đồng đó, tiên nữ của Long Cung họ cũng lên họ nghe mình nói chuyện đây. Còn đây tiên nữ không có lên được tại núi không à. Cái hồ thôi không phải. Nó phải là cái nguồn nước lớn. Ừ. Nó là giống như vậy, nó phải đi thông ra biển thì cái Thiên Long Cung á là nó thông thông qua những sông lớn rồi ra biển. Thì mấy vị cũng là rồng hay là rùa hay là con này con kia cũng lội vô. Rồi xong cái biến hóa ra thành cô tiên rồi bước lên bờ. Còn này lội đường nào? Lội cái kia. Mà phải đi bộ từ ở đằng kia từ Săn Phăng qua đây á, phải đi Uber nữa. Cho nên nó khác, nó không có giống. Hay là ở trên trời bay xuống. No, ở dưới nước là dưới nước. Cái luật ở dưới nước à. Ở đây có chư thiên. Ở đây có thiên đình nhưng mà đó cũng trên điện thiên đình cũng xuống luôn. Thường thường mỗi cái buổi lễ cái kiệt mới tổng kết này coi mấy người mới mình nói kiệt với quý vị đi không lên đây cái dễ dễ cái nhiều người không hiểu nói hồ anh bây giờ anh ngã mạng quá ha, cái đầu anh giờ bự rồi ha, anh dễ dễ giờ máy quay phim nó làm gì. Rồi mấy vị nói mình vẽ để cho những người đệ tử giống như có cái ấn để mà lưu niệm và đồng thời cái này á ban đêm á mấy ông ma nó thấy. Vậy mà trên mạng cũng có nhiều người người ta khiến người ta chấp kiểu nào người ta cũng nói. Cũng biết gì cũng sợ luôn á. Mình hiền như là cục đất vậy. Mà cũng bị lên án tối ngày. Kiểu nào cũng lên án hết. Hôm qua có kêu ông kia lên trị bệnh cho em á. Dạ có rồi.
thì em cứ lên đây thêm 3 lần nữa em sẽ trở lại đời sống bình thường. Còn thấy cái mặt này á gầu, nếu mà không hiểu mà không biết á xong luôn á, là coi như đi sớm, đi giảng sanh sớm, không biết có giảng hay không nữa. Em biết theo anh từ lâu rồi đó, từ ở Việt Nam cho bữa giờ không tới đây, mà em ở Tennessee, em qua em mệt, em bệnh ấy, em đi được đó, mấy ông ma là nó mà má cũng khôn nha. Ma đi nói chuyện với cái đệ tử này, đi về núi Thiên Long Sơn đi học đi, ở biết phải không? Nó biết nói, tại nói nghe được. Khi mà em ra nói em là quay qua bển đó nè. Thiên Long Sơn theo cái đạo này là đạo chính đó. Đạo chính chứ không phải đạo tà. Chính chứ không chính, của cha mà là đạo tà được. Dạ. Nhưng mà em theo từ bên Việt Nam à. Năm 2021 mà em qua đây. Nhưng mà bữa hở mà theo cái đạo ngồi luyện khí công là đạo gì? Của ai? Cái đó là em mất ngủ rồi em đến anh thôi chú Phúc á, chú cho dạy cái năng lượng đó để em ngủ được chứ em đâu có theo đâu. Nhưng mà bây giờ có ngủ được không? Không, chờ em bỏ lâu rồi. Em bị ói quá. Em bị ói quá. Khi mà lấy năng lượng của chú Phúc á bị ói khủng khiếp. Tại vì mình thuộc dạng tape reel, mình không có nổi tiếng. Với lại mình chưa bao giờ đi ra gặp ngoài public mà để fly hay là có người ban bệ hay là phải trả tiền trước rồi mới dự. Mình kiểu vậy nè, nãy giờ mình trốn mình tính mình đây. Qua Hilton cũng vậy. Mà cái người ta nó một đứa mà lên cái hình ảnh là người ta biết ở đâu á. Nó nói, trời ơi anh Kiệt ở đây sao không biết. Thì lúc đó giờ chót giống như tối lại á thì mới thông báo. Thì kéo ra ngoài Thiên Long Giang bữa đó mấy trăm á, chứ mình không có cho biết cái lịch trình mình làm gì á, đột xuất không. Với lại cái đạo này của cha mẹ là cha mẹ muốn coi những đứa con từ tâm, giống như mình khấn cha mẹ bằng cái tâm đúng không, chứ không phải mình cúng cha mẹ có bó bông cái mình xin đủ thứ. Thì coi đứa nào thật sự hôm nay là quay đầu. Chứ còn mình mà đi quảng cáo hay là mình có ban bệ hay có marketing hay có những người làm mấy cái giỏi giỏi này á, thôi còn gì để nói nữa. Nhưng mà cũng mấy vị nói là còn một số con của cha mẹ còn cái tánh linh, không phải là vô minh hết trái đất này 8 tỷ người, nhưng mà bữa mấy vị giải thích làm sao ta. Con là cái mấy vị thích bây giờ họ cũng tin lắm rồi, công giáo cũng đông lắm, âm thầm đông lắm, rồi mấy bà Phật tử cà gù cà gật, tuy là vẫn theo mấy ông thầy nhưng mà bên trong cũng tin, cũng mấy chục triệu người á. Còn xung quanh đây thì có mấy đệ tử thì nó hiểu, nó gần mình, nó thấy nhiều chuyện không cần phải nói. Em ở Việt Nam em thấy đường Lý Chiến Thắng sư phụ là người ta để cái hình thiên tâm rất là nhiều. Lý Chiến Thắng, đường Lý Chiến Thắng đường quận 3 đó, gần nhà em. Trời, nó nói kiểu này bỏ nó khâu vực nó bị nó buồn. Thật sự trong bộ chính trị á, mấy ông lớn á là cũng theo nữa, nhưng mà giống như về nhà thì đeo phải không, còn mà đi vô họp hành thì giấu. Sao không tin được? Tại mình đã từng nói rồi, ông Nguyễn Trung Hòa là cố vấn cho Nguyễn Tấn Dũng, cố vấn cho Võ Văn Kiệt, nói lên mạng luôn nè, cố vấn cho ông Phúc, mà thời ông Phúc đi qua họp với ông Trump, ông đó thần thông kinh hoàng, ổng là biết mình là ai mà. Rồi mà một ngày ông bị mấy vị phạt ha, đêm đó ha, chạy về Việt Nam không kịp á, xém chết, thì phải xin cho ông ba cây nhang. Với chủ tịch nước mình bây giờ là Võ Văn Thưởng, cách đây 5-10 năm về trước bị bệnh muốn chết. Ô anh Kiệt ơi, khấn giùm em. Lúc đó đi Nhật vì bệnh, lúc đó chưa làm chức gì, anh chỉ là tiên giáo thôi, nhờ mình khấn. Bây giờ còn cái mạng ngồi đó đó, mà giờ không biết nó lấy ân báo quán hay là lấy quán báo quán. Ê, lấy quán báo ân biết. Ê, nó là thiệt có nghe, du mà lấy quán mà báo ân á là du tội á. Bữa em đi xuống. Này nói là lên mạng luôn, không có nghe. Cái là chuyện thiệt là kỳ kể thiệt. Bữa em đi xuống Vũng Tàu đó, tự em bệnh quá em xuống Thích Chấp Hành á. Thì xuống dưới đó thì gặp mấy cái cô, sư cô á, cô mới nói là
Cô chỉ đeo cái chỉ tin anh Kiệt thôi, đeo cái thiên tâm này thôi, mấy sư cô nói vậy đó. Em gặp dưới Vũng Tàu đó. Khổ quan cái là mấy đứa nhỏ nó quan trọng đó. Mấy đứa nhỏ nó mới hiểu vậy. Bố láo ba que. Tối ngày cứ chửi mình là bố láo ba que không. Là mở ăn làng ấy mình phải gánh cho họ. Trời ơi, tôi đâu có bố láo đâu. Tôi là lo cho nước Việt muốn chết. Lo mà đến nỗi mà thí trong 110 năm. Tại vì mình biết ổng với mình với ổng á là đi chung. Ổng là mặt đời, vô vi là một chuyện nha. Mặt đời phải có người làm việc. Cũng giống như cái lập trình đánh ra, nhưng mà cũng phải có một cái máy móc, có computer nó mới làm. Thì ông Trump mình vậy, mà để ông rớt kiểu đó thì cái thế giới này nó sẽ nhuộm màu đỏ liền á, là trở thành của Trung Cộng hết. Thì ổng rất là quan trọng, đi song song thì mình khấn cho ổng. Ổng là người sẽ đem lại cái hòa bình của cái quả địa cầu này về mặt đời. Dĩ nhiên là mặt vô vi thì có cha, có chư Phật, đúng không? Nhưng mà cha chư Phật là chỉ đợi khi nào mà mình bỏ xác phàm rồi á, thì lúc đó mới dị mấy. Còn về mặt đời á, là tự tâm chúng ta, tại trái đất này của chúng ta, tự chúng ta tạo nghiệp, chúng ta phải tự sửa lỗi. Thì ông Trump rất là quan trọng với mình. Mình khấn cho ổng. Hiện giờ thật sự ổng cũng không biết. Rồi thời mà ổng ra ứng cử lại á, bị mà ăn hiếp á, không sao đâu, lâu nắng chỗ đen chỗ vui. Cái tiệm nail hay là người Việt mình đó nghe, không bao giờ mà đi bỏ phiếu, cũng chẳng quan tâm tới chuyện của Mỹ nè, mấy thằng Mỹ này ha, không ai đi. Thì từ đó cái kênh Ngô Tiến Kỳ Official ra đời á, thì làm cho cả người đóng người á mới lăn xăng đi bỏ phiếu. Thì mới biết là cái thế giới này nó có quỷ và có Phật, có chánh và có tà. Chánh không có hẳn là các Marx Lenin, tà chánh không có hẳn là giống như phe ở nước Mỹ là chánh, mà tà không có hẳn là Liên Xô, các Marx Lenin hay là Trung Cộng, mà nó nằm lẫn lộn hết. Nước Mỹ này cũng là đại tà luôn á, dân chủ mình thấy giờ đại tà, mà thời đó ai mà hiểu được chủ dân chủ cùi kiểu này. Chuyện ông Trump mấy ông ra lùm xùm á, ổng đâu có bị lỗi gì đâu, mà đem lực rừng của những nước cộng sản ra nó quậy ổng. Mỹ này có một lừng rực mà nó không xài một rừng luật à, còn nó đi xài luật rừng hả con mà nó sạc. Thì nói chung á là ổng cũng có chân mệnh, nhưng mà chân mệnh mặt đời, còn mình á là làm cái đạo. Khi mà cái thế giới nó hòa bình rồi á, cái đạo thiên tâm á, từ từ nó mới thống nhất được. Chứ còn cái thế giới hỗn loạn kiểu này á, là chỉ có nhóm những người mình biết thôi, không phải là ai cũng biết. Tại lúc đó người ta mới quảng hồn những gì mà thương chúng sanh. Thay lời cha mẹ, mẹ nó kêu con á, lập đàn khấn, là vì sắp sửa có chết, sắp sửa có một con Covid mới. Là tự vì nó lì lắm, 4 năm nay con Covid này nó bay, nó sẽ vô trong những con thú rồi nó lây vào con người. Lúc đó là không biết thầy trò mình còn gặp nhau kiểu này không á, tại nó vừa cắn con người con bị nhiễm Covid liền, chứ không phải Covid từ người qua người, còn đeo mặt nạ nghe, từ con thú thì mới nhận mới hiểu được. Và đồng thời sẽ có một cái nạn đói khủng khiếp xảy ra khi mà nổ súng. Thì thời đó không, người Việt Nam mình đâu có ai quan tâm chính trị để bỏ phiếu, thì cũng nhờ ở kênh này của mình. Mà cái tức cười đó là quý vị có biết á, mấy ông mà HO, mấy ông cực đoan với mấy cái nhà truyền thông rộng miệng á, lớn tiếng rộng miệng mà trên đài á, mấy ông cũng không bao giờ cảm ơn mình á. Cảm ơn anh Kiệt nghe kêu cộng đồng Việt Nam đi bỏ phiếu cho ông Trump. Mấy ông rất là nhã, rất là cao. Mấy cái đài mà như đài Phong hay đài Quý hay mấy cái người mà chống cộng đây nè, họ cũng không có hiểu nữa. Lúc nào họ cũng coi Kiệt là dạng thấp hèn hết. Quý vị thấy có buồn không? Họ nghĩ họ có học thức, họ nghĩ họ đại diện cộng đồng làm này làm kia là họ cao sang đó.
có cái đó. Đến khi mà Kiệt nói hồi thời xưa, Kiệt nói với thằng Lân Phố Vô Sa là Kiệt nói là Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập. Lúc đó nhiều người cũng chưa có hiểu cái đó nữa. Nó ồ Đài Loan đã độc lập rồi, trên đài nó còn cãi mình nữa. Ai mà coi lại những tin tức thời xưa ấy, sau này Đài Loan sẽ độc lập. Sau này những cái thể chế mà trong Trung Quốc sẽ xài cái thể chế của Đài Loan đó. Nắng hả? Nắng á, sức của nó. Ăn mấy em, tại uống nước trà nhiều quá, không có ăn nó sốc ruột quá. Uống trà một cốc nó đỡ rồi. Đây, bố uống trà này. Hồi xưa là còn không biết ca. Sau này cái mình độ chúng sanh cái mấy vị nói giờ độ kiểu nào. Nói thì đã ngon hết rồi, ở đâu qua ca. Ca đâu phải là hay dở. Ca sĩ á, nó đâu có nhiều người như Đàm Vĩnh Hưng, triệu, trăm triệu người có một hai thằng đúng không? Mình ca đừng có quá tệ là được rồi. Cái ý nghĩa là quan trọng. Cái âm thanh, cái điển thanh mới là quan trọng. Vậy mà có nhiều người á, còn chơi mình ca dở. Họ không có hiểu cái ý của mình vậy chứ. Nhưng mà quý vị nên nhớ nha, quý vị bấm Đàm Vĩnh Hưng ca một chừng tiếng thôi, quý vị quải liền á, mà nghe Kiệt ca hoài quý vị sẽ thích. Tới cái chữ mà ca sai á, ta nói mệt đúng không, một á, lại mà phái cái một á, đúng không? Tại vì cái điển thanh nó khác, mục đích của mình là truyền cái điển thanh để cho mọi người thức tỉnh. Nó cũng y giống như cả trăm triệu người đang u mê, đang lần quần như gà xây cửa mã vậy đó, bị mấy ông thầy bị nhồi sọ thì cái điển thanh nó vô cái đầu, rồi cái bị Comethon với bị thiên linh cái lão bang nó quậy khắp hết, rồi thêm mấy cái vụ mà ngồi thiền năng lượng gì nữa nè, đó quá trời luôn. Mấy năng lượng đó nó làm hư hết kinh mạch, con người không phải là con người nữa, một thời gian sẽ chết. Không ngủ được là chết đúng không? Không ăn được. Đừng bao giờ. Cha nói thì sao, Phật nói thì sao, mình làm đúng. Ngày đầu tiên Thiên Tâm Đạo ra đời, hôm nay thời ma quỷ, mình tu tại nhà, tu tại núi này, đọc kinh Thiên Tâm, đọc Lăng Nghiêm, rồi ngồi thiền, phải ngồi thiền. Thì hồi xưa lúc mà mình còn trẻ, mình lớn lên, mình phá thai hay là mình lỡ vô tình hay là không hay cố ý cũng không, cũng bao nhiêu lần, thì hôm nay cứ lại sám hối. Tại trong đó cuốn kinh đó là được hội đồng chư Phật và mẹ với Phật Bà Ngâm đã chứng nhận rồi đó, con không biết không? Tại sư phụ làm cuốn kinh đó đó, hồi những cái năm đầu có rất là vất vả, phải lựa từ chữ, mà trong khi lúc đó tiếng Việt không có rành, lựa tới lựa lui á, rồi lúc mỗi lần lựa xong để cọc giày, cái mẹ chân để cái tay xuống thôi là mẹ đọc hết trang đó, hàng đó sai, cuối cùng mới rút lại thành nhiều đó. Rồi cái lúc hồi xưa nó làm tới 2 tiếng mấy, cái mà nó thời buổi văn minh đó, còn làm sao vừa có sám hối vừa hết mọi thứ để mà nó thu gọn lại để cho người ta tiện lợi, mà mình, mắt của mình á, mình đâu có bằng mắt bên trên. Kinh đó được chư Phật đọc qua rồi, còn kinh thời nay á, mình không biết là ban tiên giáo nó đọc kiểu nào, phải không? Ai đọc kinh Thiên Tâm một kỳ á, là bằng đi vô chùa tu á, một năm á, nó có hiệu lực như vậy đó. Một năm á, tại vì trong đó là mỗi lần mà mình nấy á, mình có cha mẹ trong đó. Còn bên kia đó, họ có tu kiểu nào, họ lặn hợp với cõi ta bà này á, giống như đám đang chết chìm nha. Mà đến lúc mà người ta tới làm cha mẹ thương con, muốn kéo tay con lên thì họ là phủi tay cha mẹ ra, họ không tin cha mẹ, họ bác bỏ cha mẹ, họ không tin Thượng Đế, không tin Phật Di Lặc. Phật tử mình á, họ có 50% hơn người đời rồi. Người đời là không, mình không nói nha, họ không có tu mình không biết, năm loại mà mình nói bác sĩ với kiến cận là mình không có nói. Nhưng mà cái Phật tử là càng khó độ hơn, là tự vì họ dính vào cái đó rồi.
Thì đó là trong bốn loại thuyền mà Phật Thích Ca có nói á, là cái loại thuyền bị nhiễm nước dơ á, bây giờ bao nhiêu mà pháp lành vô á nó cũng không có thông nữa. Phật chỉ chọn có một loại thuyền là trống không, vô bao nhiêu là nhớ bao nhiêu. Còn cái loại thuyền Phật tử bây giờ là cái loại thuyền mà đứt, chứa đầy nước dơ á. À, cho nên vô bao nhiêu là hãy hết. Những đứa con họ thiên mới sau này nè, là những đứa đó là loại thiền mà tuy nó mới nhưng mà sau này nó chắc á. Mình đi về Houston le the cũng ngay ngày đó, ở ngoài kia có ông thầy Pháp Hòa tới 5-7 nghìn người đón ổng như đón vua vậy. À, con sư phụ mà ngồi như đó không hứa, ông nghe ông kia ông kể ông nội đó BD á, tà đó, vậy mà người ta theo chưa tính nữa. Mỗi lần những cái khóa event mà ngồi thiền của ông gì á, ông Phúc ông gì của ông á, là cả 5-7 nghìn người bay từ Việt Nam qua Mã Lai. Nhiều lúc mình thấy là chúng sanh nó vô minh mà nó quá trời vô minh, vừa tốn tiền mà vừa học để chết sớm, học để xuống địa ngục. Xuống địa ngục cần gì phải đi học, đi làm ăn cướp nhà băng cũng xuống địa ngục á, đâu có cần phải mặc áo chàng mà đi xuống địa ngục chung với mấy ổng. Vậy mà họ cũng học kiểu đó. Em mới qua Nam Cali em biết là ông Phúc ông mới mua cái nhà 2.8 triệu đô. Mới mua cái nhà 2.8 triệu hả? Dạ, mà ở tại Cali đó mà, Nam Cali. Nhưng mà ông đi qua Thái Lan với lại Malaysia là ông dạy là nhiều tiền lắm. Mới mua một cái nhà 2.8 triệu. Sư phụ cần cũng hơi lan này thôi. Rồi phụ nói chuyện thêm đường tiếng rồi đó hả? Không cần 2.8 triệu của mấy ông không? Thấy là bậc. Cho xin chai nước nữa. Có chai nước lạnh không? Nghe là thấy ngã ngựa luôn á. Ở bên Texas có người xưng là Phật Di Lạc đó sư phụ. Ô nhiều. Thân đi. Nhưng mà khi giống như Việt Nam thân 31 là xưng mặt á. Vậy anh giả mày. Đầu tiên như vậy thôi, sau này mới biết thế nào. Ồ, đầu tiên cái nào vậy? Tại sư phụ đi đến đâu đâu có lên báo. Còn mấy ông thầy trước khi đến lên báo chí đầy hết trơn rồi. Rồi người ta biết, người ta đến. Còn thầy, còn sư phụ đi tìm như tìm chim như vậy. Ủa, bây giờ mình chọn những người thành tâm mà. Mẹ nói chứ giờ cần mà lên báo mà rình rình. Bây giờ cha với mẹ hay mấy chư Phật mà cứ đứng giữa bầu trời á, nó xuất hiện có nói chuyện nữa. Ở Việt Nam cả 100 triệu người cũng quảng hồn lại đúng không, rồi cũng xin xỏ đúng không. Rồi á, lúc đó người ác nó cũng làm vậy, nhưng mà qua 3 ngày sau thằng ác nó cũng trở lại ác. Nó bữa đó Phật trời hiển linh thôi à, nó không có một cái công thức để mà thay đổi. Cha mẹ đâu có cứu lên được. Cha mẹ nhìn theo cái hào quang của mình có thành tâm không, cái cuốn kinh và cái cách sống, và mình có cái núi này, rồi mình có những cái giáo hữu là người trực tiếp liên lạc với bề trên thì nói những cái lời thật việc thật, đâu có phải là nói mà để mà tiền hay với bạc hay là đóng tiền hay là công thức gì đâu. Tất cả mọi thứ nó nằm ở trên online, nó là rất là hiện hữu. Chánh đạo mà vậy mà bị Phật tử kêu là tà đó. Cho nên ai mà nói chuyện là tà đó, tức là phỉ báng đức thầy, phỉ báng cha mẹ là họ mới chính là tà. Được rồi, không? Bữa ăn nhiều quá, ăn không quá hết. À, được rồi, củ Hoa Lan là vui rồi. Tại sáng uống nước trà sốt ruột. Mình nói thí dụ ngày mai cho bộ bỏ cái áo đen này ra, quấn áo vàng vô, đi ra tiệm ủi sạch mắt. Bắt đầu đó là giảng pháp. Còn này mình nói pháp đó, không tại sao biết kiểu biết phụ biết nhiều cái pháp của Phật thì lúc đó chuyện khác rồi đó. Nên Việt Nam có những vị thầy á, mà người ta đã thông hiểu được chuyện trời đất á, tức là hiểu được đại khái là Phật Thích Ca xưa chỉ nói con nắm lá,
cái Phật không có nói là một cái cây, một cái dùng lá, chứ đừng nói chiên rừng lá khô nữa. Phật nói có nắm lá thôi. Thì trong thời nay có những ông thầy, ông siêu á, ông biết đường vùng lá thì mình biết ông nào rồi đó, mình không có nói tên này đúng không? Ổng mà muốn nói kiểu như vô hữu á, ổng cũng phải bye bye cái giáo hội của khắc sĩ, ổng mới nói được. Chứ ổng là nằm trong cái giáo hội, ổng đâu có nói được. Cho nên mình phải coi kỹ. Còn cái này á, là ông Lưu Bá Ôm hồi xưa ổng nói rồi. Ổng nói tương lai mà chuyển luân thánh dương mà xuất hiện á, ngài không có nằm trong năm tôn giáo nào hết, và sanh ra nhà dương giả là một người bình thường thôi, chứ đâu có phải là từ trong chùa giáo phái rồi tổ này tổ kia mới lập được đạo. Nên coi kỹ lại. Chuyển luân thánh dương thì nó cũng giống như mấy ông thầy tạng là tái sanh đúng không? Ngài Đa La Đạt Ma là tái sanh 17 lần. Kiện này tái sanh cả trăm nghìn lần, kiện đâu có nói. Từ đóng vai này, đóng vai nọ, đóng vai kia. Thì gọi là chuyển cái thần hồn á, đi vào cái xác mới hoài hoài á, gọi là chuyển luân thánh dương là vậy. Nghe danh từ thì rất là ngầu, nó cũng vậy thôi à. Tất cả chúng ta ngồi đây đều là chuyển luân thánh dương, chuyển luân thánh nhân, làm người chứ không phải là làm vua mới là dương phải không? Thì kiện này làm vua cũng rất là nhiều kiếp. Cha cho đóng vai vua thì vai vua, cha cho đóng vai làm thầy thì làm thầy, cha cho cái màn nào lập đạo thì lập đạo, nhưng mà nó phải là con của thượng đế, con của bề trên thì mới lập được cái đạo. Còn bây giờ những nhà lỗi lạc, Đức Phật hay là tất cả các vị khác đều là giáo sư của cha thôi, không có lập được đạo. Cái đạo Phật á thì rất là khó. Cắt ái ly thân có 3-4 cục hột sòn thì cục thứ tư là phải cho đó, ai thấy là phải cho, nếu không là mất hết mà cả cuộc đời tu hành đúng không? Phạm giới. Ai bên tu đạo Phật không phải. Rồi bên công giáo á thì họ quá hờ hợt. Họ cứ nghĩ là chết là cha sẽ tha về trời. Họ không bao giờ tin là cái nghiệp quả là cái lãnh cái hậu quả nhất trong một đời của họ, làm thiện hay làm ác, họ không có tin cái đó. Thì hôm nay cha cho cái thiên tâm ngay khúc giữa để mà biết cả hai. Thế giới này á, sau này chỉ thờ có ông trời là đúng nhất. Rồi học Phật thì chỉ có đò học Phật á, tâm mới từ bi, mới không có chiến tranh nữa. Chứ còn bên Hồi giáo nó cũng thờ cha, nhưng mà nó không có biết học Phật, nó cầm súng nó bắn. Còn bên Công giáo thì chỉ biết cha, nhưng mà không có biết là cái linh hồn mình có cái nghiệp nó chuyển thế, cho nên đều sai hết. Còn bên Phật thì nãy mình nói rồi á, quá khó cái khúc này khúc giữa, nhưng mà nó lợi hại lắm. Nó lợi hại chỗ này, nó không có cần phải rình rang, nó chỉ cần mặc áo bình thường thôi, áo nào cũng được, tu trong tâm chứ không tu ngoài cái hình tướng. Và đồng thời mình tu bất cứ nơi nào ra đời á, là mình phải học kỹ sư bác sĩ có trí thức ở ngoài đời rất là giỏi, nhưng mà khi mình cái tâm của mình nhìn lại cái tâm của mình có thể làm cho những cái người mà cộng sự làm việc chung với mình á thành ra người hiền được. Tại khi mình giỏi hơn họ và mình biết được cái đạo đức của thiên tâm thì mình mới loan truyền cái đạo rất là dễ, từ trong cơ xưởng và trong những cái người công chức của mình, chứ không phải như thời nay chỉ có Phật tử rồi mới vô chùa mới gọi là tu, còn những người làm kỹ sư bác sĩ không phải là tu. Thời nay là vậy, ai có tiền học vấn cái là họ nghĩ tu là mê tín, họ không có theo cái đó. Thiên tâm sau này không vậy, mình vừa mê tín nhưng mà mình vừa chánh tính luôn. Đó là thiên tâm của chúng ta. Mình có thể làm địa ốc, mình có thể làm người bán bảo hiểm, mình có thể làm nghề neo, bất cứ nghề gì tùy theo cái duyên của mình. Nhưng mình không quên là lúc nào cũng có cha mẹ và có nhân quả đi theo chung với mình. Còn bây giờ mấy con coi bao nhiêu nghề ở ngoài đó, chứ phụ biết được có những người phụ ngoài nó hết đâu, nghe không phải nó nguyên cái chùm. Những người bán bảo hiểm New York lại họ chỉ biết bán thôi mà không có giải thích,
mấy con mua phò xì ăn tháng đóng 500 á, đóng cả đời. Rồi cái những lúc mình thất nghiệp sao đóng, cái khi mất cái mất hết tiền, không có giải thích hết. Cái đó là cũng không đúng. Nếu mà họ là người thiên tâm, họ phải nói hết. Rồi cái rồi ai mua là mua từ đầu, để sau này mình mới biết được cái hậu quả như thế nào. Thà không mua đúng không? Bây giờ mình lấy 500, mình có thể cộng vô mình đau cái nhà. Cái nhà tháng trả 1.700 đi, là đỡ được 500 tháng. Mình phải tính những lúc mình thất nghiệp nha. À mà mấy người bán bảo hiểm chỉ nói cái phần mà ấy thôi. Bất cứ cái gì cũng vậy, nó cũng y như đạo Phật và đạo Công giáo. Cái lợi và cái hại, không có đạo nào trên thế gian này đều là perfect hết. Chỉ có đạo thiên tâm là perfect. Là gì? Nó sẽ ứng dụng và nó có thể. Thí dụ như bên đạo Phật, ăn chay nha con. 10 ông thầy dùng cái chữ ăn chay trường nha con, chay trường nha con, đi phóng sanh nha. Để trong cái thao nhảy cả độc, nhảy cả đống vậy đó. Rồi bảo đảm có vài con cũng chết. Cái hình thức không mà, quay phim thôi. Ăn chay á, ban đêm mấy ông có ăn chay không? BD thì ôm BD. Đúng không? Hình thức không. Đạo thiên tâm vẫn là ăn chay. Ăn chay khi cái tuổi lớn, ăn chay giống như ông Edwin. Trong nhóm đệ tử của Thiên Tấn Kiệt có một ông bây giờ gọi là được cái chứng tu đà hoàng. Ông có thể nhìn thấy những cái công thức phụ dạy thiền á, ông nhìn thấy này nọ nhưng mà ông chưa nói chuyện được. Ông bây giờ ông cũng giống như ông Richie Ramoche dưới chùa á. Ông nhìn thấy ngạ hồ, ông nhìn thấy tùm lum hết. Nhưng sư phụ kêu, ê Du phải ăn chay nghe, tại Du đã bắt đầu lên tới đây rồi. Còn những đứa đệ tử nhí nhí này kêu nó ăn chay sao ăn nổi. Nó ăn sao mà đi nhổ cỏ nổi. Đúng không? Cái đạo thiên tâm của mình là nó thích ứng từ theo người. Ví dụ như mỗi khóa mình nói cái này thì nó lan rộng thế giới. Tùy theo cái trường hợp, mình chỉ cần thực tế mà mình giữ được 12 giới luật mới là quan trọng. Khi nào mấy con làm sai 12 giới luật á, thì khác. Cái con bây giờ kêu ông Hải của mình nó làm body shop. Trời ơi, còn mỗi ngày con chèm cái tay của con đánh cái nhám kiểu này, sư phụ kêu con chai trường cho con ăn nổi. Trời ơi, có kêu như vậy. Nhưng mà ít nhất từng con cũng cái gì mùng 4, 15, 3, mùng 1, 30 phải không? Đại khái. Để cho mình biết là mình là người khác, người thường là mình tu. Nhưng mà đừng có chấp vào cái chuyện đó. Sư phụ là người lập ra đạo, cũng là giáo chủ, cũng là Phật Di Lạc thời thứ hai. Phật Di Lạc một đó, mình chưa biết là ai nha quý vị, sẽ thấy. Rồi sau này cái chữ Di Lạc là an cư lạc nghiệp thôi nha. Không phải là tên của một vị Phật là dĩ nhiên có cái tên đó. Ngài đã lập ra cái đạo này trên tầng trời đâu xuất thiên á, hàng nghìn năm. Nhưng số 2 xuất hiện trước, số 1 chưa xuất hiện. Thì mình chờ xem. Rồi nói sau này đến khi mà số 2 này, cái xác phàm này nãy mình nói nhiêu năm mấy tuổi phải không? Quý vị ở trên á nói còn cứ tàn tàn đi, 80-90 cũng được. Một ngày con còn sống là một ngày lợi lạc cho nhân loại. Thì ở trên cho phụ 80-90. Thì số 3, số 4. 30 năm sau, 40 năm sau sẽ có số 3, số 4, số 5. Nó sẽ lưu truyền 3.000 năm cái dấu hiệu này ở cõi ta bà này. Thì lúc đó những người mà có đại phước, người ta trong kinh Phật Thích Ca mà ở chùa mấy ta đang học, người ta mới mong ước là người ta mong sống ở vào cái thời vàng kim của Phật Di Lạc. Nhưng mà hôm nay trước khi bị cực thì Thái Lai đã hiện lên rồi. Lúc nào cũng vậy, bề trên tính. Giống như nước Việt bây giờ đang lúc sụp đổ đúng không? Thì tự nhiên nước Mỹ vô để mà giống như trước khi đánh Trung Cộng á, là tao phải bao này trước. Về mặt đời nó không có hiểu, mặt đời nó cứ nghĩ là đừng có cho nước Việt vô Trung Cộng là để nó bớt mệt thằng đó không. Chứ giờ đánh lộn đánh thằng thôi, đánh nhiều quá hội đồng đánh cũng không lại. Nhưng mà nó vô tình đi, nó đi đúng như cái cơ trời. Là nước Việt không có bị đổ nát nhiều, là hồ thường giải thích đó. Là bề trên đã phong xuống rồi, giống như chụp rùi vậy đó, chụp xuống để cho hàng này nó yên chút.
nhưng mà cũng cho nó một chút xíu hơi đói đói bệnh bệnh à, kinh tế hay xuống xuống một chút. Cơ trời đi con người không có đoán được, chỉ là surprise, bất ngờ bất ngờ. Người đời không thể nào tính hơn được. Nếu tính hơn được á, thì Putin đã tính hơn nhất thế giới rồi đúng không? Là Putin đã thắng Ukraine đúng không? Còn nếu mà tính hơn được á, thì anh tập mình á, là nước Tàu á, là coi như cái dòng tơ lụa với Huawei G5 gì đó, bây giờ tan nát hết đúng không? Nếu mà tính hơn được cứ tính đi. Họ không bao giờ họ tính hơn được. Nếu tính hơn được cái đảng Dân Chủ á, nó đâu có xài lực rừng như bây giờ để mà kiếm chuyện Trump. Quý vị có biết lý do tại sao ông Biden phải tuyên bố tái tranh cử không? Là tự giờ ông muốn để cho có thêm thời gian thôi. Ông biết ông Trump mà lên á, là đi tù hết. Hunter Biden, cái đám thổ tả, có nghĩa là cả Mike Pence rồi luôn, là cái đám đầm lầy á, nó phải cho sạch. Còn hồi bữa hởm á, nó chưa có sạch. Cái dân Mỹ này nó vô minh lắm. Tối ngày nó chạy xe nhạc là đùng cà đùng ngoài á, rồi nó cứ lắc lắc á, là nghĩ nó khôn. Nhưng mà họ không bao giờ ngờ á, là hôm nay á, họ cũng phải quay mặt lại với Dân Chủ á. Mấy thằng mà, mình nói mình không có nói màu da, kỳ thị mình nói vậy là hiểu phải không? Ừ. Với mấy cái tội mà vượt biên giới á, họ chỉ là cái số phiếu đông thôi, họ không bao giờ biết cái hậu quả. Tụi nó qua đây một nó đẻ như là thỏ vậy đó. Thì cái lá phiếu nhiều thì ai đóng thế nhiều. Thì suy nghĩ đi. Mục đích là Dân Chủ nó chỉ tính vậy thôi, nhưng mà không giờ nó sẽ làm cái đất nước đi bại sụi bại. Bản phong thần ở bề trên đã ra đã nói rồi là nước Hoa Kỳ là sẽ vẫn là một nước cường quốc sau khi áp tổ. Có cái gì kỳ nhì là nước Mỹ này là thâu hết lợi phẩm. Mấy cái bài thơ lúc trước đọc rồi đó. Còn giờ mình nói giờ đang mệt, không có nhớ thơ gì chứ. Thì nói ấy thôi. Ok, cái clip này nãy giờ được 1:30 rồi hả? Mình tắt đi. À, Di Đà Phật, hôm nay tới clip này 1:30 thì thôi. Để dịp khác nói tiếp. Vì chủ yếu lại á. Để ngay mặt lên. Gần quá không ta? Clip này là mò 218, chủ yếu nói là ngày 30 tháng 4, tất cả ở xa đừng có tới ngay ngày đó nha. Tới lúc đó là đổi số cổng lại, chỉ có mới đệ tử ở gần đây á, phụ lo thì được lên thôi. Chứ còn tới ngay ngày đó đừng giận hờn, đừng nói mình không nói trước, thì này nói vụ đó là chính. Sơ sơ vòng vòng thời sự thế giới một chút. Tại trên thế giới có nhiều người hiểu. Họ cứ nghĩ một lời của Kiệt, ví dụ nói một cái clip 1 tiếng mấy 2 tiếng, hoặc là có nhiều bữa ngoài kia 9 tiếng, nhưng mà trong đó chỉ cần một chữ thôi là họ bật mình ngã ngựa. Những nhà chính trị lớn đó, thì ở một cái thời cuộc này nó có ba thế lực, nó không phải là chánh và tà, nó có thế lực ở giữa là thế lực Hồi giáo, rồi nó cũng là một thế lực mạnh, rồi độc tài, rồi cộng sản, là ba thế lực đó sẽ bị bề trên tiêu diệt cùng một lúc, chứ không có phải thằng nào đi trước đi sau. Cho nên bây giờ mình thấy cái những chuyện là mình thấy bề ngoài người ta nói buồn. Ồ, tại sao giờ Syria nó là nằm trong NATO mà nó lại binh Trung Cộng, binh Nga, rồi bây giờ nó xài tiền của Trung Cộng? Nó không phải. Sau này mấy thằng đó cũng bị lội luôn.
để anh chi nó kéo luôn cái mấy anh chùm khăn đi một lượt. Cái thế giới tương lai chỉ có tự do dân chủ và những người thánh thiện mà sống thôi, chứ còn không có thể phải mà một khối Ả Rập mà nó giàu cái thành một khối rồi nó make decision, nó là nó quyết định những cái vận mệnh của mấy nước nhỏ, nó không có chuyện đó. Đó là lý do thời tận thế của mình là vậy. Mà ở ngoài kia bao nhiêu cái kênh hay là bao nhiêu quốc gia trên thế giới đâu có hiểu chữ tận thế là gì. Họ cứ nghĩ là giữa nước này nước kia xung đột và lẫn nhau, nó không phải. Tận thế thiệt á. Nếu không tận thế thì con Covid nó ra đời lại làm gì? Rồi trước khi con Covid ra đời á, có biết bao nhiêu bệnh tật về heo nào không? Heo chết quá trời đó. Rồi gà đúng không? Súc vật nó chết. Rồi bệnh gì nữa ta? Boda gì đó. Trước đó nữa đó là bệnh SIDA. Sau này sẽ không còn bệnh gì hết. Sau này nè nghe, chứ không phải bây giờ. Nếu con người sau này mà ai cũng là đạo thiên tâm hết á, cũng hiểu được cha, hiểu được kiệt rồi, chắc lúc đó gì cũng về trời rồi, thì rất là lẹ. Tại cái đạo của mình là thành lập tại nơi này, Thiên Long Sơn, ngày 16 tháng 3, 2017, Hội đồng Chư Phật và cha mẹ ban ra cái đạo này. Là lúc đó cơ vận nó bắt đầu đi vào khúc gọi là cơ chuyển động mạnh rồi. Chỉ có cái đạo á, nó mới làm cho con người ăn hiền ở lành thì thế giới mới thanh bình được. Chứ không có cái đạo á, không có giải quyết được một cái màn này. Cái đạo nó là thiệt. Rồi sau này từ cái đạo á, làm cho những nhà lãnh đạo biết là có tâm linh, biết là có Thượng Đế, có Chư Phật xung quanh mình. Mình tính cái gì cũng đừng có tính quá. Cũng giống như chuyện nói cái này, có những lúc thương chúng sanh chuyện nói nhiều quá. Cha rất là giận á. Cha cũng giận mấy lần chuyện lộ cơ quá. Có những cái clip lên quý vị nghĩ ai là người nghe trước vậy? Ở trên nghe, còn lấy xuống. Những năm đầu á, 2017, 2018 á, chuyện làm nhiều clip lắm, mà ở trên không cho bỏ lên, trên kêu lấy xuống. Tại mình đâu có biết. Xin lỗi. Có nữa đó, đừng có tưởng. Rồi kế đó là tình báo Hoa Nam nghe đúng không? Tại nó cũng hiểu chính trị. Kế đó thì bộ chính trị của Việt Nam cũng nghe. Chứ còn dân thường đâu có hiểu chuyện nói chuyện. Sau này từ từ mới hiểu. Thuận thiên nên nhớ. Thầy thế này. Chim. Thì chủ yếu của một kênh mình nó có nhiều dòng dòng đó. Rồi cái đạo ra đời. Cái đạo ra đời nó không phải là một vị hòa thượng lỗi lạc mà tu cả đời. Rồi biết bao nhiêu kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm. Rồi kinh đủ loại kinh. Kinh Địa Tạng rồi lên đây ngồi giảng. Cái đó ngoài kia có cả triệu ông rồi. Bấm cái là quá trời luôn á. Việc là vua của vua. Mấy vị nói. Có một cái giấc mơ lâu lắm, lúc hồi nhỏ. Kiệt thấy Kiệt đứng gần cha là Thượng Đế. Ở dưới có một đống mấy ông vua nước Việt. Cả ngàn ông luôn, ông nào cũng mặc áo lông bào vàng hết. Nhưng mà quỳ, mình không biết quỳ cha hay quỳ mình nha. Tại mình nhỏ trên cái tướng Nguyên Thần đó, ngồi gần. Là quỳ lại, rồi mỗi một ông vua là có quân tướng của ổng nữa, cho nên trong cái movie á nghìn trùng trùng luôn, rồi có cung phi mỹ nữ nữa, là vua của thế gian lại vua trời, tức là cha. Thì chỉ đứng gần cha thôi. Thì có một ông vua nước Việt không có cái đầu, lúc đó là không biết ông nào, vua thế gian khác, vua trời khác nha. Vua thế gian nhỏ hơn vua trời. Ở cái thời mạt pháp này, một cái xã hội cùng cực khổ, lo cái bao tử không xong thì làm gì mà hiểu mấy cái tiếng nói của Thiên Tấn Kiệt này, rất là khó. Nhưng mà từ bi đến độ nào thôi, khấn đến độ nào thôi,
Cha cho mỗi một chúng ta trên cái quả địa cầu này đều có cái chân linh là cái trí khôn để mà ngồi nghiên cứu, để mà học hỏi. Chứ không phải cha cho cái trí khôn để mà hơn thua nhau, rồi cho cái sắc đẹp, cho một cái tài năng ca sĩ hay là showbiz, rồi để đi gạt người để lấy tiền. Không phải, cha không có cho làm mấy chuyện đó. Cha cho một cái trí khôn để nghe cái thằng con của cha nói cái gì. Ngày mai mình chết hay mình sống. Đâu phải mình tu cà gù cà gật, dần mấy triệu Việt Nam Phật tử tu cà gù cà gật, cứ tin mấy ông thầy quốc danh miết à. Tại vì họ được chọn lựa âm thanh với màu sắc cho chói chói đúng không? Họ quên, họ không biết thời nay ai là Phật, ai là quỷ. Mà họ quên đi ngày xưa Phật Đức Ca đã có cảnh cáo rồi. Ma quỷ ma dương á, lúc mà Phật ngồi ở dưới gốc cây á, kinh Phật, Pháp Phật Diệt Tận á, quý vị bấm chữ Pháp Phật Diệt Tận mà nghe. Lúc đó đó, ma dương á, thiên ma ba tầng á, nó cho một đống gái đẹp xuống dụ Phật Thích Ca. Trước khi để mà ngài siêu lòng á, cuối cùng á, cái Phật cũng vẫn giữ tâm. Cái bắt đầu nó làm gì không được, cái bắt đầu cái nó bắt đầu nó mới nói với Phật. Hiện ra ông hình quỷ nó mới nói cù đàm, ở thời mạt pháp 2500 năm sau, hôm nay ta hại nhà ngươi không được thì 2500 năm sau, bữa nay mình 2560 mấy năm đúng không, 65 phải không, lễ Phật đản lễ trang, ta sẽ cho con của ta, cháu của ta mặc áo vàng của nhà ngươi, cạo tóc giống kiểu nhà ngươi, đọc kinh Lăng Nghiêm kiểu nhà ngươi luôn, đọc kinh của nhà ngươi luôn, để phá nát cái đạo của ngươi. Thì quý vị coi Phật Thích Ca lúc đó ngài đâu có làm gì được, lúc đó Phật chỉ là khóc thôi à. Thì cũng giống như có một lần cảm xúc ở Thiên Long Giang hôm qua hôm kia về bển thì cũng khóc, chúng sanh nó vậy đó. Lúc mà ca các bạn quê hương á thì cũng nhớ đến chuyện này. Ra 218-17 cái clip mà nói chuyện rất là chân tình. Vậy mà chúng sanh nó cũng vậy, cũng chơ chơ, khóc thiệt á. Tại nhiều người á, mặt khấn á, phụ với mình á, phụ với Kiệt á, thì cái con Covid kế tiếp sẽ không ra đời nha. Tại vì cái nghiệp của trái đất này là nghiệp của trái đất này. Cha mẹ chỉ cho Kiệt lên đây nói để chỉ hướng, để cho mình giải cái nghiệp đó. Nhiều cái đuốc mà, nhiều người khấn, chỉ sắp sửa chiến tranh để mình khấn, để cho nước Việt bớt chết chóc, để cho nó mau qua. Chứ nó còn dây dưa kiểu này hoài á, là dân càng ngày càng đói, Việt Nam càng ngày càng đói. Tu đâu phải dễ, bây giờ có nghe kinh sắm Đức Thầy nữa, cái bụng cũng phải no mới nghe được. Chứ giờ đói lên là tâm trí mắt nó mờ, mấy người tiểu đường nó đói một cái là cũng mờ á. Hụ đói cũng ăn lên nữa. Thì cái bụng nó sẽ đói, sẽ có chết đói dữ lắm á, nước Việt. Vậy mà chúng sanh vẫn chơi chờ, vẫn không có hiểu, cứ nói thiên tâm là tà đạo. Nghe mấy cái ban tiên giáo, tại vì họ là tam vô mà, vô thần. Vô thần là vô tổ quốc, không có tin thần thánh, không có tin anh hùng dân tộc của mình. Trong lịch sử Việt Nam đâu có về dạy những cái anh hùng dân tộc Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lai, Lê Lợi, hay là Quang Trung, Nguyễn Huệ, hay là Nguyễn Ánh, hay là những cái gì anh hùng của nước Việt đâu. Trận đạo rồi đâu, trận Bạch Đằng không có dạy. Chuyện của Nguyễn Văn Chổi hay là Võ Thị Sáo hả? Mấy cái tàu lao đó là có, người thì có tên thiệt á. Nhưng mà cái câu chuyện nó không phải là như vậy. Trời, có cái phim Mỹ nó quay á, Võ Nguyễn Văn Chổi mà lúc mà bị bắn tử hình á, té đá quần đó con, sợ á, té đá quần. Còn phim mà của Việt Nam làm bây giờ á, đã đảo đế quốc Mỹ, đã đảo đế quốc Mỹ, chỗ làm ngược lại hết. Trong khi té đá quần có cái phim làm chứng luôn á. Thì bao nhiêu chuyện họ dựng lên họ nói láo. Coi đi, bữa hôm coi tức cười. Một cái phim thiệt, còn một cái phim giả. Cái phim giả thì hay lắm, không sợ chết. Đến lúc chết đã đảo đế quốc Mỹ, gục cái đầu còn đã đảo đế quốc Mỹ. Mà trong kia cái phim thiệt á, ở dưới kia té đá quần, sợ rung té đá quần. Tại vì Võ thì sáu chừng mười mấy hai chục tuổi à, nhỏ xíu à,
chứ không không có. 16 tuổi thôi, biết cái gì? Ờ, võ thì sáu bị khùng á. Cái đệ tử này nói võ thì sáu bị khùng. Si là cái người mà bị bệnh tâm thần á, nó ngu ngu ngờ ngờ á, xong rồi cái tụi cộng sản nó mới cho ăn kẹo, rồi biểu giờ lấy cái này chạy lại đằng kia là được ăn kẹo nữa, thêm kẹo nữa, cho nên bà thích quá bà xách bà chạy lại. Tức là võ thì sáu bị khùng hả? Nó bị khùng khùng sư phụ, nó không có bình thường. Ôi trời, vậy mà bây giờ sao thành anh hùng dân tộc mà đưa vô lịch sử mà bắt mấy đứa nít Việt Nam học bà khùng vậy? Tại vì ôm bơm tự tử. No, nhưng mà mình thấy nó cũng kỳ. Chẳng lẽ bộ giáo dục của Việt Nam á, mấy nhà tiến sĩ này nọ cũng đều khùng hết à? Mới cho học võ thì sáu khùng. Đúng không? Mấy đem mấy đó vô học đường lịch sử rồi dạy mấy đứa con nít. Chuyện vô lý. Nếu vậy là mấy bộ trưởng giáo dục là khùng hết rồi. À, phi công của cộng sản bảo rằng lái máy bay lên trời xong rồi tắt máy rồi đậu vô mây rồi chờ máy bay Mỹ tới để phóng ra bắn cho máy bay Mỹ lọt. Máy bay lên trời mà tắt máy được hả? À, trời. Trốn vô mây nữa sư phụ, trốn vô mây. Trốn vô mây. Đợi xem máy bay của Mỹ tới phóng ra bắn cho lọt xuống đất. Ờ, giống như Kim Jong Un á, nó nói là nó cầm đá nó chọi phi thuyền của Mỹ á. Hàng chi bây giờ nó đứng lên nó làm gì á là cả đám bị khóc á, nhồi sọ kiểu đó. Bây giờ vậy, bởi mấy clip cũ nói rồi nói lại, cái gì nó con mà không xuất hiện á, nước Việt Nam thành đồ đồng đồ đá đó con. Con phải xuất hiện năm 65 ra đời để cứu dân tộc đi, chứ không thôi thành đồ đồng đồ đá. Hay như Đạo Phật. Mình là tức là võ là bữa nay hiểu được chuyện là võ thì sáu là bị khùng. Rồi bây giờ đưa cái người khùng đi vô cho bắt mấy đứa nít nó học lịch sử của người khùng. Thì thành ra cả đám mấy chục triệu đứa nó khùng hết. À nó khùng hết. Nó nghe khoa lất ăn với uống không à. Bữa nay mấy cái tiệm của khoa lất cũng đóng cửa. Buổi quả báo đó. Mấy cái thằng mà nó vô sư phụ nói chuyện đây đâu có nhiều người nghe đâu, hữu duyên mới nghe. Còn ngoài kia nó làm mấy cái gì mà náo động á là người ta vô người ta coi quá trời đông luôn á. Thấy chúng sanh vậy á, cho nên nhiều lúc phải khóc vì chúng sanh. Phật cũng khóc, cha cũng khóc, Đức Thầy cũng buồn. Đức Thầy rất là buồn á, tại Đức Thầy rất là hiền hữu, ngài không có mất tích. Chuyện này lớn lên ở Mỹ không hiểu gì nhiều, thì cũng nhờ tất cả các chư Phật như các chư vị dạy dỗ, cho nên mới có ngày hôm nay mới biết được chút chút. Rồi lên trên mạng bị bầm dập sóng gió bị xuyên tạc, thì từ đó mình mới học cái kinh nghiệm. Mà trời cho cái trí não này cũng ngộ lắm, học không học thôi, học lẻ lắm. Tiếng Việt hồi xưa không biết, giờ cũng biết chút chút nữa. Giờ quên tiếng Mỹ. Không phải là quên, nhưng mà loại tiếng Mỹ mình biết rồi đó, cái nào mình phải xài thường xuyên phải không. Chứ còn giờ về đọc sách lại với nghe đài CNN với đài Fox lại thì sẽ nói đúng cái accent nó đúng lại. Vậy thôi à, chắc là quên được. Giờ tiếng Mỹ thì ở đây sao khó quên đó. Chỉ có tiếng Việt á mới dễ quên á. Thì mình nghe bà trên nói cái núi này hôm nay chỉ cho con họ Thiên với người Việt lên là cũng vì sắp sửa mang trọng trách. Thì cái núi này không có người quản lý, cho nên từ từ đi, sau này có chuyện đâu ra đó rồi đó, thì sẽ một cái chìa khóa nha, nó mở hết tất cả cuộc đời của Kiệt. Trên nói ngài ông Sơn Thần đang nói ngài có một chìa khóa à, tự nhiên ngày đó nó mở là mở hết à. Thì sau này mình mới biết được là cái Thiên Long Sơn này lúc này nó cũng vậy. Thiên Long Giang cũng vậy. Sau này có nhiều đại gia sẽ dành xây dựng ở bển, xây dựng ở đây.
Ok rồi, 2 tiếng làm cái clip này được. Rồi, tổng kết lại xin chào nha. Hẹn clip kế tiếp rồi để mình nói chuyện đi với mấy người đây.